Xin chào các bạn thính giả của kênh sách nói miễn phí Sóc Đen. Và mình là Trúc Phương, hôm nay xin giới thiệu tới các bạn quyển sách Nghệ thuật nói trước công chúng của tác giả Nguyễn Hiến Lê. Đây là một quyển sách rất hữu ích dành cho những bạn nào đang mong muốn cải thiện kỹ năng ăn nói, giao tiếp của mình. Quyển sách được chia làm 5 phần. Phần thứ nhất là bàn về những đức phải luyện khi muốn học khoa nói: kiên tâm, tự tin, hăng hái và đừng quá trọng dư luận. Phần thứ nhì và thứ ba, nghiên cứu những quy tắc để soạn một bài diễn văn và để thuyết phục thính giả, rồi lôi cuốn họ theo bạn. Phần thứ tư, chỉ những điều cần biết khi đứng trước thính giả để cho giọng nói và điệu bộ của bạn phù hợp với tư tưởng và tình cảm muốn diễn. Và phần thứ năm là có 10 bài kiểu mẫu để cho chúng ta tham khảo. Ở đây có một số bài là tiếng Pháp, có một số câu tiếng Pháp nữa. Cho nên là Trúc Phương khi mà thu âm cũng đã cố gắng tóm tắt hoặc tìm cách nào truyền tải dễ hiểu nhất đến các bạn. Dĩ nhiên là Trúc Phương không biết tiếng Pháp. Bây giờ xin mời các bạn cùng nghe nhé. Mời các bạn lắng nghe quyển sách Nghệ thuật nói trước công chúng của tác giả Nguyễn Hiến Lê. Hùng biện là tư tưởng cháy bùng lên. Brian. Tựa: cách đây 16 năm, hồi mới bước chân vào phương Nam này, tôi được một người bạn giới thiệu với một nhà tân học trong một bữa tiệc thân mật. Anh bạn kề tai tôi nói: ông ấy giỏi lắm đấy, đậu 3 bằng cấp đại học, nói giọng Pháp hơn người Pháp ở Paris. Nghe vậy tôi phục vị anh tài đó lắm. Ít phút sau, ông ta hỏi tôi: vù tới đây hồi nào? Rồi không đợi trả lời, nhân ngó ra cửa thấy một người mới bước vào, ông ta chửi thề luôn một tiếng và sổ luôn một câu trong đó tiếng Pháp và tiếng Việt đề huề với nhau rất mực. Từ phút đó, tôi khinh liền vị anh tài ấy, mà mỗi khi gặp ông, tôi đều quay mặt đi, cái tuổi xanh ít giữ được tình cảm. 7 năm sau, tôi đương dạo quanh chợ Bến Thành với anh tôi, bỗng thấy một người thấp nhỏ, ốm yếu xanh xao, tóc gần chấm vai, chiếc sơ mi cụp tay, vá vai, vá lưng, cả quần lẫn áo đen dơ giấy, đôi giày vải trắng đã biến ra màu đất. Tôi không nói quá đâu, thưa các bạn, vì tôi không thể nói quá được. Tôi hơi ngạc nhiên thấy anh tôi ngã đầu chào người đó một cách kính cẩn, rồi tiến lại hỏi thăm mà không giới thiệu với tôi. Tôi đứng qua một bên, thỉnh thoảng liếc người lạ và thấy ông ta trong khi chuyện trò, cúi gầm mặt như mắc cỡ sượng sùng. Nhưng điều làm cho tôi ngạc nhiên nhất là lời lẽ của người lạ thiệt trang trọng, nhã nhặn, văn vẻ nữa. Rõ ràng là ngôn ngữ của người học rộng và có giáo dục. Khi đôi bên đã chia tay, anh tôi hỏi tôi, cảm tưởng của chú về người đó ra sao? Trong bề ngoài thì đáng khinh, nhưng nghe lời nói thì lại đáng trọng. Ai vậy anh? Chắc là con nhà gia thế mà sa sút chứ gì? Đúng, con một nhà khoa bản ở Huế, TK đấy mà. Ủa? TK, sao anh không giới thiệu với tôi? Nếu chú muốn biết thì thiếu gì cơ hội, vì đọc những bài báo của TK, tôi vốn sẵn lòng mến tác giả. Anh thông chữ Pháp và chữ Hán, bình luận thời sự nhiều khi xác đáng, viết văn rất trau chuốt và có tài dịch thơ đường nữa. Nhưng ở đây tôi không muốn giới thiệu anh với bạn, chỉ muốn vạch rõ cho bạn thấy ảnh hưởng của lời nói tới người lạ ra sao thôi. Đó, một người tôi đương trọng mà hóa khinh, một người tôi đương khinh mà hóa trọng chỉ vì ngôn ngữ của họ. Trong sự giao tiếp thường ngày, lời nói còn quan trọng như vậy, huống hồ trong những việc làm của quốc gia. Chắc các bạn đã thấy nước mình chưa có được nhiều nhà hùng biện, mà như vậy hại cho tổ quốc không ít. Tôi có chứng minh thêm nữa cũng chỉ là thừa. Vậy trong đời sống của chúng ta, từ việc lớn đến việc nhỏ, lời nói giữ một địa vị rất quan trọng mà các trường trung học và đại học lại không dạy môn nói. Chú thích: hiện nay chương trình mới trong lớp nhất ban tiểu học môn luận có nửa giờ tập cho học trò nói chuyện, nhưng ở những ban trên lại không có, mà chỉ những ban trên được học môn đó mới có nhiều kết quả. TG. Không nhắc chi thời xưa, nhưng tới bây giờ mà môn ấy chưa có cuốn sách nào dạy thì thật cũng đáng buồn. Ngôn ngữ là một nghệ thuật ảnh hưởng rất lớn tới sự thành công hay thất bại. Vậy mà ta đành phó cho may rủi, đành theo bản năng của ta. May ra thì thuyết phục được người khác, chẳng may ra thì bị họ thờ ơ hoặc oán ghét. Như thế, khác chi một nông phu không biết lựa giống chọn đất, cứ gieo càng, làm sao mà trúng mùa được. Nghe vậy tôi càng khen các giáo sư tại một trường nọ đã có sáng kiến tổ chức từ mấy năm nay những cuộc bàn cãi giữa các học sinh như trong nhiều trường ở Mỹ. Công việc ấy, không sớm thì muộn, tôi chắc sẽ được nhiều trường hưởng ứng. Mục đích chúng tôi soạn cuốn này là để giúp những người nhiệt tâm muốn tập cho thanh niên Việt Nam biết nói. Các vị ấy sẽ tìm được ở đây ít nhiều tài liệu, đỡ công tra khảo nhiều sách Âu Mỹ. Sách này cũng giúp học sinh nữa, đọc kỹ những chương sau, rồi lại được giáo sư luyện tập,
chỉ dẫn, dìu dắt, chắc chắn bạn trẻ ấy sẽ có kết quả khả quan. Những bạn đã thôi học, đọc cuốn này có lẽ cũng không vô ích vì khi soạn nó, chúng tôi theo đúng những quy tắc đã áp dụng trong những cuốn trước của chúng tôi, nghĩa là đã chú trọng đến sự minh bạch về lời và ý. Chúng tôi ráng làm cho các ý liên lạc tự nhiên với nhau để các bạn dễ nhớ. Phương pháp phân tích và tổng hợp. Trong mỗi chương, sau khi phân tích ý rồi, chúng tôi tổng hợp lại ở một đoạn tóm tắt. Cuốn sách có một chương tổng hợp đại ý trong sách. Phần thực hành quan trọng hơn phần lý thuyết, cho nên trong mỗi chương, chúng tôi đã dùng nhiều thí dụ, mà ở cuối cuốn lại thêm phần phụ lục chép nhiều bài làm kiểu mẫu nữa. Vậy chúng tôi không bàn suông và mong rằng nếu bạn đọc kỹ sẽ không có chỗ nào khó hiểu. Chúng tôi không dám hứa rằng các bạn sẽ thành những nhà hùng biện cả đâu. Muốn vậy phải kiên tâm đã đành, nhưng cũng còn phải có tài riêng nữa. Nhưng chịu thực hành những quy tắc trong sách và đừng bao giờ bỏ qua những cơ hội tập nói ở nhà, hoặc trong lớp, trong hãng, trong các cuộc hội họp, thì tài của các bạn chắc chắn chỉ trong ít tháng sẽ tiến nhiều. Chúng tôi đã nghiên cứu trên 10 cuốn sách của Pháp, Mỹ, Trung Hoa, kể ra còn thiếu nhiều lắm, đã lựa lọc, sắp đặt những quy tắc để chỉ dẫn bạn, nhưng chính bạn phải thêm công khó nhọc vào đó mới được, vì áp dụng quy tắc là công việc của bạn, chúng tôi không thể làm giùm bạn được. Trong Thánh Kinh có câu, con phải đổ mồ hôi mới kiếm được miếng ăn, thức ăn tinh thần cũng vậy. Có một luật bất di bất dịch từ hồi khai thiên lập địa tới giờ là không khó nhọc thì không có kết quả. Vậy cuốn sách này nếu ích lợi được phần nào cũng nhờ công lao thực hành của bạn. Và chúng tôi xin thành tâm cảm ơn bạn trước. Long Xuyên, ngày 13 tháng 3 dương lịch, năm 1952, Nguyễn Hiến Lê. Đại ý trong sách. Sách chia làm 5 phần. Phần thứ nhất bàn về những đức phải luyện khi muốn học khoa nói, kiên tâm, tự tin, hăng hái và đừng quá trọng dư luận. Phần thứ nhì và thứ ba nghiên cứu những quy tắc để soạn một bài diễn văn và để thuyết phục thính giả rồi lôi cuốn họ theo bạn. Phần thứ tư chỉ những điều cần biết khi đứng trước thính giả để cho giọng nói và điệu bộ của bạn hợp với tư tưởng và tình cảm muốn diễn. Phần thứ năm, tức phần phụ lục, chúng tôi chép hoặc dịch trên 10 bài kiểu mẫu. Và muốn cho đầy đủ, ở đầu phần thứ năm chúng tôi thêm một chương xét về cách nói trong đời sống hàng ngày. Chương 1. Khoa nói, đức kiên tâm. Chưa bao giờ lời nói có mãnh lực lay chuyển người bằng bây giờ, và cũng chưa bao giờ nó ích lợi hơn, được hoan nghênh hơn. Bá tước Curzon de Kidestan, kiên tâm là vạn năng, lời xưa của Ai Cập. Lời nói rất ích lợi và quan trọng. Không ngày nào bạn không dùng đến ba tấc lưỡi, kêu một người giúp việc đem điểm tâm lên, bạn phải dùng tới nó, tới hãng, ra lệnh cho người giúp việc, bạn phải dùng tới nó, mua một chiếc nón. Không có nó cũng lúng túng, rầy một em nhỏ đừng làm ồn, để cho bạn đọc báo sau bữa cơm trưa, cũng lại phải nhớ tới nó. Tâm sự với tri kỷ, thiếu nó lại càng không được. Cái lưỡi thì quan trọng vô cùng. Ta thử tưởng tượng loài người không biết nói, đời sống của chúng ta sẽ ra sao? Sao không khác chi đời sống của thú vật? Đời tình cảm của ta sẽ rất nghèo nàn, thiếu phương tiện để bộc lộ hết những u ẩn, thắc mắc trong lòng. Đời sống tinh thần và vật chất cũng sẽ không tiến được chút nào cả. Ta cũng chỉ như tổ tiên ta, hồi ăn lông ở lỗ, những tư tưởng, kinh nghiệm của nhân loại nhờ có lời nói mới truyền lại được cho hậu thế. Vậy không biết nói thì không có văn minh, và loài người hơn vạn vật không phải chỉ do hai bàn tay với bộ óc biết suy xét, mà còn do biết nói nữa. Khéo dùng lời nói thì người khác yêu mến, kính phục mình, thân vinh nhà thịnh, có khi còn làm vẻ vang cho tổ quốc, hoặc cứu hàng triệu người khỏi nạn bom đạn nữa. Vụng dùng nó, người ta sẽ khinh ghét, thù oán mình, thân sẽ long đong, nhà sẽ suy đồi, có khi lại làm nhục nhã cho cả một dân tộc, hoặc đưa nhân loại vào vòng khói lửa. Những người không biết nói, vậy mà xét quanh ta, có bao nhiêu người biết nói, không trách chi những kẻ thiếu học, ngay những người có bằng cấp đại học mà cũng ấp à ấp úng. Một ông cử nọ mà lại cử nhân luật khoa, trong suốt một bữa tiệc giữa các bạn thân mà chỉ thốt ra có 4-5 tiếng dạ, hỏi về những vấn đề chuyên môn của ông cũng chỉ biết có dạ. Anh em trong tiệc chán ngán, đành để ông ngồi im, không dám gợi chuyện gì với ông nữa. 7-8 ông tham tá ra Hà Nội thi lên ngạch trên, bạn bè tổ chức một bữa tiệc tẩy trần để tiếp đón các ông. Xong việc, một ông cao niên nhất đứng lên đáp lời thân thiện và chỉ lắp bắp được như sau: các anh em có lòng tốt, mời chúng tôi lại dùng bữa tiệc này, chúng tôi rất lấy làm hân hạnh và cảm ơn anh em. Anh em còn đang lóng tai nghe đoạn sau, ông đã ngồi phịch xuống thở hổn hển, mồ hôi đầy trán. Họ là bạn học với nhau, lại đồng nghiệp nữa, sau mười mấy năm xa cách mới gặp nhau, có lẽ nào không có điều gì nói với nhau sao? Họ có nhiều chuyện để kể lắm chứ, nhưng ngồi mà nói thì được,
Hễ đứng dậy thì chân run, tim đập mạnh và lưỡi cứng lại. Không ai dạy ta môn đó. Tại sao nhiều người có học thức mà nói năng kém như vậy? Tại sao không được học môn ấy? Ai dạy mà học? Hồi xưa tổ tiên ta chịu ảnh hưởng của Trung Quốc, trọng câu văn bóng bẫy hơn là những lời nói hùng hồn, cho nên thi hương, hội hay đình cũng chỉ hoàn toàn những bài viết đọc lịch sử của Trung Hoa. Ta tuy thấy những nhà hùng biện như Tử Sản, Mạnh Tử, Tô Tần, Trương Nghi, tài không kém Demosthenes ở Hy Lạp, nhưng trong loại sách cổ Trung Quốc không có cuốn nào dạy kỹ những quy tắc về khoa nói hết. Vậy tiền nhân có muốn học cũng không biết học ở đâu. Mà dù có sách đi nữa, tôi chắc cũng không cụ nào muốn học. Nói chữ nho ư, đại chúng không hiểu được, người Trung Quốc cũng không hiểu được, chỉ trong nhóm nhà nho hiểu với nhau thôi, ít lợi thật rất ít. Còn nói tiếng nôm ư, văn thơ nôm còn cho là mách qué, huống hồ tiếng nói hàng ngày. Học làm gì? Từ khi ta chịu ảnh hưởng của Pháp, môn học tuy có thay đổi mà tinh thần vẫn vậy. Ta học thêm những môn số học, hình học, còn khoa ăn nói thì ngay những trường bên Pháp cũng không dạy, huống hồ bên ta. Vẫn hay trong các kỳ thi có bài vấn đáp thật, nhưng thí sinh chỉ cần học thuộc bài để trả mà không cần nghị luận. Vả lại, tiếng Việt tuy không đến nỗi bị khinh là mách qué như xưa, nhưng gần đây vẫn còn bị coi là một thứ tiếng không quan trọng, cho nên ít người chịu luyện nó, và có một số người không thèm nói nó nữa. Tôi đã biết một kỹ sư và một giáo sư, khi ra lệnh cho anh bếp, chị giúp việc đều dùng tiếng Pháp, rồi vợ hoặc con thông ngôn lại. Con cháu ta sau này nghe kể lại chuyện ấy có tin được không nhỉ? Trong những hoàn cảnh như vậy, ai muốn học tiếng mẹ để làm chi? Tại các trường bên Mỹ, người Mỹ trái lại có tinh thần thực tiễn hơn, đã thấy rõ sự ích lợi của môn ăn nói, cho nên trong nhiều trường trung học của họ, mỗi tuần có vài giờ cho học sinh tập diễn thuyết, cứ thay phiên nhau mỗi học sinh phải đứng lên bên vực một quan điểm, trong khi những bạn khác chỉ trích quan niệm ấy. Ngoài ra lại có nhiều lớp dạy cho người lớn nghệ thuật nói trước công chúng, tức như lớp của ông Dale Carnegie tại New York, Philadelphia, Baltimore. Ông là tác giả cuốn Public Speaking and Influencing Men in Business, nói trước công chúng và dẫn dụ họ trong công việc làm ăn, mà chúng tôi đã dùng để tham khảo trong khi soạn tập này. Thời buổi này ta phải học môn nói. Chúng ta sinh vào một thời điểm mà khoa nói càng ngày càng quan trọng. Nghệ thuật tuyên truyền không ngớt bành trướng, hỏi thăm bạn ta thường dùng điện thoại hơn viết thư. Ở Mỹ hầu hết các gia đình đều có máy thu thanh, và các nhà khoa học đương nghiên cứu cách chế ra những cuốn sách biết nói. Có lẽ chẳng bao lâu nữa loài người chỉ muốn nghe mà không muốn đọc nữa, muốn dùng tai hơn dùng mắt. Chú thích: họ lựa người giọng đọc tốt để đọc sách, rồi thâu thanh vào những đĩa hát đặc biệt, chỉ một đĩa thâu được hàng chục trang sách. Vậy lẽ nào ta rẽ trúng một môn học giúp ta dễ thành công, phụng sự quốc gia và nhân loại một cách hiệu quả? Vì muốn thuyết phục người, muốn truyền bá tư tưởng của mình một cách nhanh chóng, thì lời nói là lợi khí đắc lực hơn cả. Ta thử tưởng tượng không có vô tuyến điện, thì Hitler, Churchill, Roosevelt, Truman có đóng những vai trò lịch sử quan trọng như vậy không? Ai cũng học được môn nói. Nói là nghệ thuật có những quy tắc riêng. Chắc có bạn nghi ngờ bảo: khéo nói là một tài riêng, trời cho ai người ấy hưởng, học sao được? Phải, nói quả là một thiên tư. Có người ít học mà nói hoạt bát, nhiều người học rộng mà nói lúng túng. Nhưng tài nói cũng như tài vẽ, có hoa tay mà không luyện, bất quá cũng chỉ ngoạch ngoạc nên những tranh con mèo, con chuột bán ở chợ Đồng Xuân những ngày giáp Tết hồi xưa. Còn không có hoa tay nhưng chịu khó học tập cũng trở nên một họa sĩ trung bình được. Vì tài năng trước hết là một vấn đề kiên tâm, mà nói là một nghệ thuật có quy tắc riêng, cũng như họa hoặc nhạc. Các tâm lý gia chia nhân loại ra hai hạng: hạng hướng ngoại tính tình vui vẻ, lanh lợi, hoạt bát, ham giao du nhưng ít chịu suy nghĩ; hạng hướng nội thường điềm tĩnh, cả thẹn, lúng túng, thích ở một mình và rất ưa trầm tư. Nếu bạn thuộc hạng trên mà chịu học những quy tắc của môn nói và chịu luyện tập đều đều, thì tất như bạn có một con dao bằng thép tốt, lại thường mài cho thêm bén. Còn như bạn thuộc hạng dưới, bạn nên nhớ rằng Lincoln và Daniel Webster bẩm sinh cũng không tài hơn bạn chút nào. Lincoln, vị tổng thống Hoa Kỳ trong thời Nam Bắc phân tranh, hồi nhỏ nghèo không được học nhiều, tính tình e lệ, đứng trước phụ nữ thì đỏ mặt tía tai. Vậy mà nhiều bài diễn văn của ông đọc kể là những án văn hùng hồn nhất của nước Mỹ. Còn luật sư Daniel Webster, cũng người Mỹ, lần đầu tiên lên diễn đàn, tay chân run cầm cập, gần như không thốt được một lời nào, mà rồi nhờ kiên tâm luyện tập, sau thành một trong những diễn giả nổi danh nhất thế kỷ trước. Vì những người hướng nội tuy sợ chỗ đông người, tuy ăn nói vụng về, nhưng lại tràn trề nhiệt huyết, hăng hái, bên vực tư tưởng, quan niệm của họ. Bởi vậy những lời họ nói từ trong thâm tâm thốt ra, có sức lôi cuốn người một cách kỳ dị. Vậy dù thuộc hạng nào, bạn cũng có thể trở nên một nhà hùng biện được. Cần nhất phải kiên tâm, muốn luyện tập,
bạn cần học các quy tắc rồi phải kiên tâm áp dụng. Trong cuốn này chúng tôi sẽ chỉ những quy tắc thu thập được trong những sách Mỹ và Pháp. Còn đức kiên tâm, bạn phải luyện lấy. Ngày xưa, tại Ai Cập, giữa nơi thâm sơn cùng cốc, có một người nổi danh là người biết được khoa vạn năng. Tại Bagdad, một thư sinh trẻ tuổi nghe tiếng bèn gói ghém quần áo rách rưới lên đường kiếm nhà hiền triết đó để xin nhập môn. Tới nơi thấy chỉ là một người thợ rèn, nhưng chàng cũng xin học. Người thợ rèn bảo, được, cầm dây thừng này và kéo bể đi. Chàng vâng lời không nói một tiếng, cũng không hỏi một lời, tin rằng thế nào thầy cũng truyền giáo cho. 5 năm sau, chàng vẫn kéo bể. Một hôm chàng hỏi, thưa sư phụ, khi nào sư phụ truyền đạo cho? Sư phụ đáp, kéo bể đi. Và chàng lại kéo bể 5 năm nữa. Sau cùng, một buổi sáng, người thợ rèn lại gần chàng bảo, thôi, ngừng, về nhà đi con. Con đã học được đạo rộng nhất, cao nhất trong đời rồi đó. Con đã thấu được đạo vạn năng, tức là đức kiên tâm vậy. Xin bạn đừng vội lo, tôi không có ý khuyên bạn phải khổ tâm luyện tập trong 10 năm như thư sinh đó đâu. Đọc chương sau, bạn sẽ thấy chỉ 5-6 tháng cũng có nhiều kết quả rồi. Sở dĩ kể lại chuyện ấy, tôi chỉ muốn nhắc bạn lời hiền triết từ xưa đã khuyên ta, hễ kiên tâm thì công việc không gì là không làm được. Tóm tắt chương 1 phần 1. Thứ nhất, thời này môn nói mỗi ngày một quan trọng, muốn thuyết phục người, muốn truyền bá tư tưởng một cách nhanh chóng, lời nói là lợi khí đắc lực hơn cả. Thứ hai, môn nói trước công chúng là một nghệ thuật có những quy tắc riêng, biết theo những quy tắc ấy và chịu kiên tâm thì ai cũng thâu được kết quả mỹ mãn, lúc đó bạn sẽ dễ thành công trong sự làm ăn và phụng sự quốc gia một cách hiệu nghiệm hơn. Chương 2. Thắng tánh nhút nhát. Sự hồi hộp trước khi nói là biểu hiện của tài hùng biện. Em Lapi. Ai cũng có tánh nhút nhát, sợ sệt khi đứng nói trước công chúng. Vì học sinh của tôi cuối năm thi ra trường, cho nên tôi tập họ nói năng để vào kỳ vấn đáp khỏi lúng túng. Tôi ra một đầu đề, cho họ suy nghĩ trong một tuần, rồi tới lớp đứng trước bảng đen, bên vực quan niệm của họ trong 5 phút. Có nhiều trò thú với tôi rằng, ở nhà, họ nói thử một mình thì mạch lạc rõ ràng, lời lẽ trôi chảy, mà hễ lên tới bảng là chân muốn rung lên, lưỡi muốn líu lại, tim đập thình thình, bao nhiêu ý quên hết, đương ở đoạn đầu, nhảy tới đoạn cuối, rồi trở về đoạn giữa. Thành thử bài diễn tới 5 trang thì họ nói không được 3 trang rồi vội vàng về chỗ. Khi ngồi xuống, họ thấy chân mỏi rời như đã đi bộ hàng chục cây số, miệng thì khô như sau một cơn làm cử. Họ không ngờ sự sợ sệt có ảnh hưởng lớn tới trí não và thể chất họ như vậy. Tôi bảo họ, không phải chỉ riêng các trò mới có cảm tưởng đó đâu. Hầu hết các diễn giả lần đầu tiên nói trước công chúng đều có nỗi sợ sệt đó, mà người Pháp gọi là trac. Cả những nhà hùng biện nhất của Âu Mỹ cũng vậy. Các trò nói được non 3 trang giấy còn là khá đấy. Dale Carnegie kể chuyện sau này, một bác sĩ nọ thường khuyến khích môn giả cầu, baseball. Một hôm được đội cầu thủ mà ông ủng hộ mời lại dự tiệc. Cuối tiệc, vài người yêu cầu ông nói về sức khỏe của các người chơi môn giả cầu. Còn ai biết rõ hơn ông về vấn đề ấy nữa? Ông là một y sĩ rất ham thể thao. Vậy mà nghe lời ông ấy chết trân, không thốt được lấy một tiếng, chỉ lắc đầu lia lịa. Người trong tiệc tưởng ông quá nhũng nhặn, lại càng vỗ tay khuyến khích, xin bác sĩ đứng dậy nói. Rồi các bạn có biết ông làm sao không? Ông đứng dậy, người ta càng vỗ tay, chăm chú nhìn, lắng tai nghe, nhưng ông quay lưng, cúi đầu đi ra, không nói lấy được một tiếng, làm ai nấy vô cùng ngạc nhiên. Còn đại tướng Grant, một anh hùng của nước Mỹ hồi Nam Bắc phân tranh, mới thắng được quân đội phương Nam trong một trận quyết liệt, được Tổng thống Lincoln mời về Bạch Ốc để thưởng công và giao cho trọng trách chỉ huy hết cả quân đội của phương Bắc. Ông phải đọc một đáp từ mà ông đã viết sẵn trên giấy để tạ ơn Tổng thống và quân đội. Nhưng khi đứng dậy, chân tay ông run tới nỗi mới đọc được một nửa. Ông đánh rớt tờ giấy xuống sàn. Ông lính quýnh, vội cúi xuống, hai tay chụp miếng giấy rồi đỏ mặt tía tai. Không xin lỗi thính giả gì hết, ông đọc lại từ đầu mới tai hại cho chứ. Mà bài đáp từ đó có dài gì cho cam, chỉ vỏn vẹn có 8 chữ. Jean Jaurès, nhà chính trị xã hội hùng biện nhất của nước Pháp hồi đầu thế kỷ này, ngồi câm như hến trong hạ nghị viện suốt một năm trời mới thu thập đủ can đảm để đứng dậy nói. Và còn vô số danh nhân khác nữa cũng nhút nhát sợ sệt như vậy, kể cho hết cũng phải vài trăm trang giấy. Nguyên do tánh nhút nhát khi nói trước công chúng, theo tôi có 3 nguyên nhân chánh: thiếu tự tin, thiếu hăng hái, quá trọng dư luận. Thiếu tự tin, hầu hết loài người đều thiếu tự tin. Alfred Allen, môn đệ của Freud, cho rằng sở dĩ chúng ta có tâm trạng ấy vì khi mới sinh ra, chúng ta trần truồng như nhộng, yếu đuối, không làm được việc gì cả, và do đó sinh ra tự ti mặc cảm. Ông Gordon Byron,
trong cuốn Give Yourself a Chance đã chỉ những cách luyện lòng tự tin. Đây tôi không muốn nhắc lại, chỉ xin xét cách trị tánh nhút nhát khi nói trước công chúng thôi. Chú thích: Give Yourself a Chance, cuốn này chúng tôi đã dịch phỏng, tức là cuốn 7 bước đến thành công. Ta sợ sệt vì ta không tin sẽ thành công, mà ta không tin thành công vì ta không tin tài ta. Chưa bao giờ dạn dĩ nói trước đám đông, hoặc có mà không được cổ võ, không soạn kỹ bài diễn văn. Phần A, làm sao tin ở tài của ta được? Có lần ông Gordon Byron nhận thấy một bạn ông có nhiều điệu bộ của một diễn giả và một giọng rất tốt. Vậy chỉ cần kiếm tài liệu cho bài diễn văn mà công việc này không khác chi công việc ông bạn đó làm hàng ngày ở hãng. Ông bèn khuyên bạn luyện những tài năng có sẵn ấy. Ông bạn nghe lời và chẳng bao lâu thành một diễn giả có tài. Phần đông chúng ta đều như ông bạn của Gordon Byron. Chúng ta có những tài năng mà không ngờ hoặc không triệt để dùng tới. Theo lời nhà tâm lý trứ danh William James, chúng ta chỉ dùng khoảng 1/10 những khả năng của chúng ta thôi. Điều ấy rất đúng. Muốn diễn thuyết, ta cần kiếm và xếp ý, diễn những ý đó bằng lời lẽ sáng sủa, có một giọng rõ ràng, trong trẻo, hoặc vang và ấm, có những điệu bộ nhã nhặn và hợp với tình cảm của ta. Hai điểm trên ta đã được học ở trường, còn hai điểm dưới ai cũng luyện được nếu không có sẵn. Chắc các bạn đều nhớ chuyện Timothy hồi nhỏ ngọng nghịu vụn về, nhưng nhờ có nghị lực, ngày ngày ra biển, ngậm sỏi tập diễn thuyết trong tiếng sóng ầm ầm, sao ông trở nên một nhà hùng biện nhất của nhân loại. Trong 15 năm trường dùng 3 thất lưỡi mà chống với Philip D. Macedoy, kẻ thù của dân tộc ông. Bạn thử nhận xét xem mình có đến nỗi vụng về như Timothy hồi nhỏ không? Tôi chắc trong 10 bạn có tới 9 bạn không đến nỗi vậy. Vậy bạn chỉ cần kiên tâm và có nghị lực thì sẽ thành công. Nếu thiếu nghị lực, xin đọc cuốn Give Yourself a Chance của Gordon Byron. Còn nếu bạn không có ý chí thì thật là vô kế khả thi. Chính bạn phải muốn thành công, muốn một cách mãnh liệt mới được. Tôi chỉ có thể chỉ bạn những quy tắc để áp dụng thôi, còn thiện chí bạn phải tự gây lấy. Nếu bạn nghi ngờ hoặc không biết rõ những khả năng của bạn, thì có cách nhờ người thân xét bạn. Nhưng tôi xin dặn trước, phải tránh xa những kẻ hoài nghi, những kẻ không có lý tưởng như tránh xa bọn cùi vậy. Bất kỳ cái gì họ cũng mạt sát, họ không có một tin tưởng gì hết. Giao du với họ, nghị lực của bạn sẽ tiêu trầm lần, rồi bạn sẽ sinh ra chán đời. Họ là những thùng nước lạnh xối vào lòng nhiệt thành của bạn đó. Chính tôi đã là nạn nhân của họ trong một năm trời, cho nên tôi sợ họ vô cùng. Suốt năm ấy tôi sống cũng như chết, tâm hồn không khác chi một bãi tha ma phủ dưới tuyết vậy. Bạn nên gần những người đã thành công nhiều lần và có đức tự tin, nghĩa là biết lạc quan một cách vừa phải. Nhờ họ xét sở đoản cùng sở trường của bạn, rồi từ đó mà luyện tài ngôn luận. Phần B, bạn thiếu tự tin cũng do thiếu kinh nghiệm nữa. Mấy năm trước tôi tập lội trong một cái hồ, nước chỉ tới ngực. Sau vài ngày tôi lội xa được 12 thước. Một hôm tôi muốn bơi qua một cái hào rộng chừng 6 thước. Tôi nghĩ, mình đã lội xa được 12 thước, có lẽ nào lại không qua được cái hào 6 thước. Rồi tôi hăng hái thử, nhưng khi đặt chân trên bờ hào, thấy tim đập thình thình, tôi muốn rút lui. Lúc đó có mấy đứa trẻ chung quanh, nếu lùi thì mắc cỡ với chúng. Tôi đành nằm xuống nước, vươn mình ra, chân tay đập đập. Mới cào được vài cái đã hết hơi và sặc sụa. Cũng may vừa tới bờ bên kia, nếu không chắc phải uống khá nhiều nước rồi. Nghĩ một chút, tôi nghĩ, đã qua được một lần rồi, lần sau chắc phải dễ, và tôi bình tĩnh lội trở về bên kia một cách dễ dàng. Vậy tôi đã sợ sệt vì thiếu kinh nghiệm và muốn không hồi hộp khi lên diễn đàn, bạn phải thường tập nói trước người lạ để cho có kinh nghiệm đã. Nhưng trước khi tập chạy ta phải tập đi, nghĩa là phải nói trong ít phút thôi, tập nói cũng như tập lội, mới đầu lội xa 3 thước, rồi mới tới 7 thước, sau cùng mới qua rạch, qua sông. Charlie Chaplin mà bạn thường được thấy vẻ ngây ngô tức cười trên màn bạc, hồi đã nổi danh khắp thế giới, còn quyết chí tập nói. Ông và một người bạn là Douglas Fairbanks đặt ra trò chơi sau này. Mỗi khi gặp nhau, một người chỉ bất kỳ một vật gì ở chung quanh hoặc đưa ra bất kỳ một vấn đề nào, bảo người kia phải ứng khẩu nói liền về vật hoặc vấn đề ấy trong một phút mà không được ngừng. Họ thấy trò ấy rất hứng thú và luyện cho họ suy nghĩ mau lẹ, nói năng dễ dàng. Bạn nên theo gương họ. Nếu bạn quá nhút nhát, hãy tập nói một mình đã, khi nào quen rồi hãy tập trước người lạ. Mới đầu hãy nói về những vấn đề rất thông thường, rồi lần lần sẽ nói về những trừu tượng như phép tu thân, đức chuyên cần, nghị lực, điều độ, vân vân. Biết tự hỏi 6 câu này: tại sao, ai đó, ở đâu, cách nào, chi đó, khi nào, thì bất kỳ vấn đề gì bạn cũng có thể ứng khẩu nói trong 60 giây một cách rất dễ dàng được. Chỉ vài lần thành công là bạn sẽ thấy hăng hái, lòng tự tin của bạn sẽ tăng lên rất nhiều và bạn sẽ đi từ thành công này tới thành công khác.
vì không có gì thành công bằng sự thành công, cũng như nước luôn luôn chảy về chỗ trũng vậy. Chú thích, nghĩa là đã thành công một vài lần rồi, thì lần sau dễ thành công lắm. Khi bạn đã quen trò chơi đó rồi, bạn tập nói trong 5 phút trước một nhóm 3-4 người bạn. Tôi nhắc lại, bạn phải tránh xa những kẻ hoài nghi, quen mỉa mai, khích bác. Hễ đã làm cho 3-4 người chú ý nghe bạn, bạn rất có thể làm cho 13-14 người vui tai được. Vấn đề nào dễ, bạn tập ứng khẩu nói liền. Những vấn đề khó hơn thì nên suy nghĩ trước 15 phút hoặc nửa giờ. Nhưng bạn nên đứng hoặc đi đi lại lại mà diễn ý. Đừng bao giờ ngồi, trước để quen suy nghĩ trong khi đứng, sau là giúp ý kiến được tập trung một cách dễ dàng hơn. Trong một chương sau, tôi sẽ trở lại vấn đề này. Có một cách nữa là bạn nên dạy học, đem những kinh nghiệm, hiểu biết, hoài bão của ta truyền lại cho những người thân nhất của ta, là con, em ta, còn gì vui bằng. Tôi tưởng dù bận đến đâu, những bậc phụ huynh cũng có thể dạy con em học được. Không dạy thì tức là không hết lòng yêu chúng. Nếu lại có được vài đầu xanh thông minh để ta dắt dẫn, đào luyện thì giàu đến bậc thánh nhân như Mạnh Tử cũng phải cho là một trong những nguồn vui nhất ở đời. Chẳng những vui mà còn ích lợi cho ta vô cùng nữa. Dạy học tập cho ta suy nghĩ một cách sáng suốt, diễn ý một cách rõ ràng, lại giúp ta biết tâm lý của trẻ. Dạy học đi các bạn, nhất là những bạn nào còn đương học. Trong vụ hè nên dạy vài chục trẻ em, đó là một cơ hội để các bạn tập khoa ngôn ngữ. Phần C, sau cùng, hễ bạn không soạn kỹ bài diễn văn thì không sao có thể tự tin khi bước lên diễn đàn được. Diễn thuyết tức là chứng minh, chỉ bảo cho thính giả một điều gì, tức là thuyết phục họ, dẫn dắt họ tới một mục đích. Có ai không biết rõ đường đi mà dám làm hướng đạo không? Và đã không biết rõ phương hướng thì làm sao không lúng túng, luống cuống, sợ sệt được. Vậy bạn phải suy nghĩ rất lâu về vấn đề bạn muốn nói. Nếu mai bạn lên diễn đàn, đừng đợi tối nay mở vài cuốn sách, thu thập vài tài liệu, chép vội trên giấy, rồi hy vọng cầm mảnh giấy ấy mà thuyết phục người. Chỉ những diễn giả đại tài rất nhiều kinh nghiệm mới dám ứng khẩu như vậy, nhưng chính họ lại không bao giờ cẩu thả tới bậc đó hết. Nếu họ muốn nói khoảng một trang giấy thì họ phải thu thập tài liệu để nói được ít nhất là 5 trang. Webster nói, thà bắt tôi lõa lồ ra mắt công chúng còn hơn bắt lên diễn đàn khi chưa soạn kỹ bài diễn văn. Lloyd Drucker cũng nhận, chỉ có thể chế ngự được nghệ thuật diễn thuyết khi ta đã hoàn toàn thông hiểu vấn đề mà ta diễn giải. Nhưng thế nào là soạn kỹ? Trong phần thứ nhì, tôi sẽ chỉ bạn cách soạn một bài diễn văn ra sao. Ở đây tôi chỉ kể thí dụ để bạn hiểu công phu khi làm việc đó thôi. Muốn ăn một miếng thịt bò, ta phải cắt, rửa, nấu nướng nó, rồi răng nhai, nước miếng thấm, bào tử nhồi bóp, gan mật tiết ra những chất để tiêu hóa nó, rồi nó mới nhập huyết quản của ta để đi khắp thân thể, nuôi các tế bào. Phải bấy nhiêu công phu miếng thịt bò mới nuôi cơ thể ta được. Một giáo sư trường đại học khuyên các sinh viên ban văn chương câu này: các anh đừng hy vọng kiếm được ý kiến nào mới hết, vì bao nhiêu điều các anh tưởng là mới thì cổ nhân đã nói từ lâu rồi. Lời khuyên ấy áp dụng vào văn nhân hoặc diễn giả cũng vẫn hợp. Nếu suốt đời ta chỉ kiếm được vài ý hoàn toàn mới thì nhân loại đã sắp ta ngang hàng với Karl Marx, với Bergson, với Einstein. Vậy ta phải mượn ý của người và tiêu hóa nó như ta tiêu hóa miếng thịt bò vậy. Như ta tiêu hóa miếng thịt bò vậy, ta phải suy nghĩ kỹ, ta phải suy nghĩ hoài về nó, phân tích, cân nhắc, nhào, trộn, nhồi bóp nó, xét đủ phương diện của nó từ sáng sớm cho tới tối, không lúc nào rời nó, cả trong bữa cơm, trong lúc tắm, trong khi đi đường, trong khi tiêu khiển, trong lúc đợi xe và có lẽ cả trong giấc ngủ nữa. Ta phải ấp ủ cho nó thấm được cái sinh khí của ta, lấy được cái hơi nóng trong lòng ta, và chỉ khi nào ta quên hẳn rằng ta đã mượn nó của người thì diễn nó ra, ta mới không thấy lúng túng sợ sệt và mới thuyết phục người được. Bạn có biết Đức Chúa Giêsu soạn những bài giảng của Ngài ra sao không? Ngài tới một nơi hẻo lánh, một bãi sa mạc, ở đó 40 ngày đêm, nhịn ăn để trầm tư, nhờ vậy Ngài mới có bài thuyết giáo trên núi, một trong những án văn bất hủ, và Đức Phật Thích Ca tĩnh tọa ở gốc Bồ Đề bao lâu rồi mới tìm được chân lý và lời lẽ để thuyết phục loài người. Muốn thuyết phục người, bạn cũng phải soạn diễn văn của bạn như vậy, và khi đó bạn sẽ tin chắc ở sự thành công. Có bạn nói, thì giờ đâu mà công phu như vậy được? Phải, ở thời buổi này chúng ta có nhiều công việc quá, chúng ta phải đọc báo mỗi số tới 4 trang dày đặc, chúng ta phải nghe truyền thanh mỗi ngày vài 3 giờ, rồi lại phải tiếp khách, phải đi coi hát. Nhưng nếu phải 3 năm mới soạn được một bài kỹ như vậy, bạn cũng đủ nổi danh rồi. Chú thích, còn hai cách luyện lòng tự tin nữa. Cách thứ nhất là tự kỷ ám thị, mỗi tối và mỗi sáng nói lớn tiếng câu này: tôi ăn nói bạo dạn và dễ dàng, nhiều sách cho rằng phương pháp đó có hiệu quả. Cách thứ nhì là khi lên diễn đàn rồi bạn thấy hồi hộp quá thì thử ngay với thính giả như vậy: thưa quý ngài,
Tôi chưa bao giờ được nói trước một đám đông có nhiều nhà học giả tai mắt như hôm nay, cho nên tôi hồi hộp lắm. Xin quý ngài lượng thứ cho, ông Frank Becker đã chỉ phương pháp ấy cho những người theo học môn bán hàng của ông và họ thấy có hiệu quả. Nuôi lòng hăng hái. Nguyên nhân thứ nhì của sự nhút nhát là thiếu hăng hái. Ông Maurice Hogarty viết trong cuốn là Parole and Public, tài hùng biện là ngọn lửa ở trong lòng ta, là tiếng vang của một linh hồn quyết tính và ham mê. Hễ ham mê tất hăng hái, mà hễ đã hăng hái thì chẳng những không sợ sệt mà còn hùng hồn nữa. Vậy muốn hăng hái nghĩa là muốn cho khỏi hồi hộp, nhút nhát khi lên diễn đàn. Ta phải yêu vấn đề của ta, yêu nó như yêu một tình nhân, không lúc nào quên, cả trong giấc ngủ nữa. Mà muốn yêu vấn đề, ta phải có một lý tưởng để bênh vực, một hoài bão để nâng niu và nhiều bất mãn để phản kháng. Hàn Vũ, văn sĩ đời Hán nói, vật bất đắc kỳ bình tắc minh, vật ở đời hễ bất bình thì có tiếng kêu. Một em nhỏ mới bập bẹ, đương say mê với chiếc xe hơi nhỏ xíu, nếu bạn lại giật đồ chơi trong tay nó sẽ la, khóc, dãy dụa, lon ton chạy đi tìm mẹ, cố kiếm những tiếng để phát biểu sự bất bình của nó, kiếm không được thì bực tức, vùng vẫy, ra hiệu cho má nó hiểu, nó bênh vực quyền lợi của nó hăng hái làm sao, hùng hồn làm sao. Ấy là nó chỉ nói được vài chục tiếng, chứ không biết hàng vạn tiếng như bạn. Bạn thình lình đấm mạnh vào lưng một người câm, sẽ thấy người đó phản ứng ra sao, và tuy chỉ ú ớ được vài tiếng, nhưng nét mặt, điệu bộ y hùng hồn tới bực nào. Bạn cũng vậy, khi xúc động rất mạnh, bạn sẽ hăng hái, hùng hồn, truyền ngay qua thính giả không gì dễ lay bằng nó, và khi bạn sẽ quên hết tất cả mọi người, quên cả bạn nữa. Súng đại bác có nổ bên tai, bạn cũng không hay. Núi tảng viên có sụp trước mắt, bạn cũng không thấy. Bạn chỉ còn nhớ tới quan niệm đương bên vực thôi. Lúc ấy, sao còn sợ sệt, rụt rè được nữa. Nói cốt để thuyết phục người, nếu ta không vững lòng tin và ham mê quan niệm của ta, thì làm sao cho người khác tin chắc, ham mê và nghe theo thuyết phục của ta được. Nói là để xâm chiếm linh hồn người khác, mà muốn vậy thì dùng trí không được, phải dùng tim. Muốn cho một người đàn bà yêu bạn, bạn phải có lý luận như Bùi Kiệm khi chàng dụ dỗ Nguyệt Nga trong truyện Lục Vân Tiên không? Hay bạn dùng những lời lẽ cảm động để tỏ lòng nhiệt thành, sầu khổ của bạn như Lương Sinh khi năn nỉ Giao Tiên trong truyện Hoa Tiên? Đối với thính giả cũng vậy, là vì óc của ta như mặt trăng, sáng nhưng lạnh, tim ta mới là mặt trời rực rỡ, ấm áp, làm cho vạn vật sinh hóa được. Vậy ta phải luôn luôn nhiệt thành, đừng bao giờ để lửa lòng tắt đi, phải giữ nó như tổ tiên ta hồi ăn long ở lỗ, thay phiên nhau canh lửa trong hang, và giữ nó như giữ ngọn lửa thiêng liêng trên bàn thờ tổ quốc vậy. Không có nó, không bao giờ ta hùng hồn được hết. Không có nó, thì văn minh của nhân loại cũng không có. Chính nó định cái chân giá trị của ta. Có nó, dù bỉ cực, trầm luân, ta cũng còn hy vọng ngóc đầu lên mà phấn đấu. Có nó, chẳng những bạn hết sợ sệt khi lên diễn đàn, mà còn hùng hồn, hấp dẫn nữa. Muốn vậy, bạn phải tập thưởng thức cái thiện, cái mỹ và cái chân, đọc tiểu sử các danh nhân, ngâm những vần thơ tuyệt tác, ngắm những cảnh đẹp của hóa công và yêu những chủ nghĩa cao cả. Và tôi xin nhắc lại một lần nữa, đừng bao giờ gần những kẻ hoài nghi, yếm thế. Coi thường dư luận, nếu đã luyện được tự tin, đã có lòng hăng hái, lại soạn kỹ diễn văn rồi mà bạn còn nhút nhát, rụt rè nữa thì nguyên nhân chỉ bởi bạn chú trọng tới dư luận quá. Khi bạn đứng trên diễn đàn, ngàn cặp mắt đổ dồn vào bạn, người ta ngắm nghía từng cử chỉ, từng nét mặt của bạn. Nhưng nên nhớ điều này là hầu hết thính giả tới để chăm chú nghe bạn, chứ không phải để chỉ trích, trừ khi bạn diễn thuyết về chính trị. Vậy phần đông người nghe sẵn có thiện cảm với bạn, nếu bạn nói được vài câu có ý nghĩa, khéo dùng một vài tiếng và nếu giọng rõ ràng, thì thiện cảm đó tăng lên ngay. Lúc ấy người ta chỉ lắng tai nghe để hiểu những ý của bạn đương diễn thôi. Dù bạn có vụng về một vài chỗ cũng ít ai nhận thấy hoặc quan tâm tới, mà dù có vài người chê bạn đi nữa thì đã làm sao chưa? Tại sao lại quá trọng dư luận như vậy? Ta biết rõ phẩm giá của ta mà. Ta bất mãn về ta thì mới đáng buồn, còn người khác bất mãn về ta thì còn phải xét lời chê của họ có giá trị hay không đã chứ. Vì ai làm vừa lòng mọi người được không? Khổng Tử kia còn có kẻ thóa mạ, muốn phá miếu thờ ngài ở Sơn Đông. Thích Ca kia còn có kẻ oán giận, muốn luyện tàn cốt của ngài xuống sông nữa. Huống hồ chúng ta, trong số 100 người nghe, có được 5-10 người khen và hiểu bạn là đủ rồi. Vả lại bước lên diễn đàn là để bày tỏ hoài bão của ta, bên vực chí hướng của ta, làm trọn phận sự đó rồi chẳng đủ cho ta mãn nguyện sao? Người chê ta mà có lý, ta cảm ơn họ và sửa mình. Nếu họ chê chỉ để chê, chê ta mà chính họ chẳng bao giờ làm được việc gì cả, thì lời của họ có giá trị gì đâu mà bạn phải rụt rè. Chú thích, sự sợ sệt khi nói trước công chúng còn một nguyên nhân nữa là lối dạy học của ta. Chúng ta bắt em nhỏ học thuộc lòng các bài, từ bài luân lý đến bài toán, để tới lớp trả, mà lại ra cho các em rất nhiều bài viết,
Thành thử các em chỉ tập viết chứ không tập nói. Đã vậy khi ra bài luận, chúng ta lại còn thói, chẳng những giảng cách làm mà còn đặt sẵn câu cho các em nữa. Tới khi sửa rồi, lại cho một bài kiểu mẫu để các em bắt chước hoặc học thuộc lòng. Tóm lại, lúc nào chúng ta cũng dẫn dắt các em từng bước, bắt phải mô phỏng các văn nhân. Như vậy làm sao biết nhận xét, suy nghĩ được? Mà khi không biết nhận xét, suy nghĩ thì không có ý tưởng gì hết, và tất nhiên rụt rè, không sao ứng khẩu được. Tôi tưởng ta đừng nên ra bài cho các em học thuộc lòng nữa, trừ bài ám đọc. Nếu có thể được, dắt họ đi nhận xét tại chỗ những sự vật mà chúng ta muốn dạy các em biết. Rồi về lớp, ta bảo kể lại những điều nhận xét đó và sửa chữa lời lẽ cho các em. Sau cùng về nhà, các em ghi lại trong tập những điều đã nhận xét và những lời giảng thêm của ta. Bài ghi đó tức tập bài đọc. Kỳ sau ta không bắt trả bài học thuộc lòng, mà chỉ các em cách sửa lại câu văn cho đúng ngữ pháp, gọn gàng, sáng sủa. Như vậy, mỗi bài khoa học hay địa lý cũng đồng thời là một bài tập nói và một bài tập viết nữa. Khi nào các em đã biết nhận xét, suy nghĩ rồi, nghĩa là đã lên ban trung học, ta sẽ cho học cách hành văn của các danh sĩ. Chỉ trong 1-2 năm là văn của các em sẽ tiến nhiều, vì bắt chước rất dễ, điều khó khăn nhất là biết nhận xét và suy nghĩ. Vả lại, không biết nhận xét và suy nghĩ thì bắt chước sẽ thành ra nô lệ mất. Tóm tắt chương 2 phần 1. Muốn trị tánh nhút nhát, bạn phải: 1. Tự xét hoặc nhờ bạn thân xét những khả năng thầm kín của bạn. 2. Giao du với những người tin bạn và tin ở sự thành công, tránh những kẻ hoài nghi, yếm thế. 3. Tập nói. A. Mới đầu tập ứng khẩu nói về một vật hoặc một quan niệm nào đó trong một phút. B. Rồi tập đứng nói trước một số bạn thân trong 5 phút. 4. Nhớ kỹ, tập đi đã rồi hãy tập chạy. Hễ đã thành công được vài lần rồi, sau sẽ thành công rất dễ. Không gì thành công bằng sự thành công, cũng như nước chảy vào chỗ trũng vậy. 5. Soạn kỹ bài diễn văn. 6. Nuôi lòng hăng hái, yêu cái thiện, cái mỹ, cái chân. 7. Nhớ rằng thính giả vốn sẵn có thiện cảm với diễn giả. 8. Đừng để ý quá tới dư luận, biết dư luận để sửa những tật của mình thì nên, còn biết để mà hóa ra nhút nhát, rụt rè thì có hại. Và phải cẩn thận suy xét, dư luận có khi sai. Phần thứ nhì, cách soạn một bài diễn văn. Trong phần này chúng ta sẽ xét cách kiếm ý, sắp đặt các ý, soạn 3 đoạn chính, đoạn mở, đoạn giữa và đoạn kết trong bài diễn văn. Nhưng điều quan trọng nhất là phải soạn miệng, cho nên chúng tôi dành một chương riêng cho công việc ấy. Chương 1, kiếm và sắp ý. Cái gì cũng tùy thuộc sự dàn bài hết. Goethe. Tôi lấy một mảnh giấy trắng và viết lên trang đầu dàn bài. Labiche. Lựa vấn đề bạn yêu nhất. Hồi còn đi học, giáo sư ra đầu đề nào, ta phải bắt thuộc diễn tả đầu đề ấy. Ra đời khi muốn diễn thuyết, thường thường ta có quyền lựa chọn đầu đề, nhưng lựa cách nào? Chương trên tôi đã nói muốn thuyết phục người, ta phải hăng hái, nghĩa là phải yêu vấn đề ta bàn. Vậy trước nhiều vấn đề, bạn nên lựa vấn đề bạn yêu nhất, ấp ủ từ lâu, dù nó có khô khan hoặc khó diễn cũng không sao. Nó khô khan, nhiệt tâm của bạn sẽ giúp nó có sinh khí. Và một khi bạn hăng hái muốn bênh vực quan niệm của bạn, thì ý sẽ tự nhiên hiện ra trong óc, lời sẽ được thốt ra miệng bạn, sợ chi khó diễn tả nữa. Phần đông chúng ta đều như ông bạn của Gordon Byron. Chúng ta có những tài năng mà ta không ngờ hoặc không triệt để dùng tới. Theo lời nhà tâm lý trứ danh William James, chúng ta chỉ dùng khoảng 1/10 những khả năng của chúng ta thôi. Điều ấy rất đúng. Có tác giả khuyên lựa vấn đề ta biết rõ nhất, nhưng có khi vấn đề ta biết rõ nhất lại là một vấn đề ta không muốn bàn tới. Tôi quen một ông bạn làm đốc công trên 10 năm, biết tường tận nghề xây cầu cống, nhưng lại thăm anh ấy, hỏi về những kinh nghiệm của anh trong khi đóng cừ, xây móng thì anh đáp qua loa, rồi kéo câu chuyện về thơ. Anh không phải là thi sĩ, chỉ thuộc được ít chục bài thơ, nhưng bình phẩm những bài ấy hăng hái làm sao. Có lần tôi nghe mà mê, nhưng khi ra về, xét lại, nhận thấy những lời phê bình của anh phần nhiều thiên vị hết. Đã đành điều nào không biết rõ chớ nên nói ra, nhưng điều kiện cốt yếu là phải yêu vấn đề đã, rồi lại nghiên cứu kỹ càng, như vậy mới thành công được. Đừng quên tính cách nhất trí của vấn đề. Khi đã lựa được vấn đề rồi, xin bạn đừng quên tính cách nhất trí của nó. Chúng ta nói là để chứng minh một điều hoặc gây một cảm tưởng trong tâm hồn người nghe, nghĩa là ta phải có một mục đích rõ rệt. Ta không thể đồng thời đi tới hai cái đích thực. Ta không thể đồng thời đi tới hai cái đích được. Ta có thể vượt mục đích này rồi mới tới mục đích khác. Như vậy, cái đích cuối cùng thiệt là cái đích chính. Trong bài diễn văn cũng vậy, ta có thể diễn ý này rồi tới ý khác, nhưng tự trung vẫn có một ý chính, đừng bao giờ quên ý ấy. Sắp sao cho hết thảy những ý khác đều đưa tới ý ấy, tức là giữ tính cách nhất trí cho đầu đề. Fenelon trong bức thơ gửi cho Hàn Lâm Viện nói, tất cả bài luận văn chỉ là một,
quy tắc đó phải được coi như một định luật. Bạn đã đọc Hoa Tiên, chắc nhận thấy truyện ấy tuy là một án văn bất hủ của ta, nhưng kém truyện Thúy Kiều về cả nội dung nữa. Bảo Hoa Tiên là một truyện tình thì sai. Phần tả Lương Sinh gặp Dương Giao Tiên và hai người thề bồi với nhau chỉ chiếm non nửa cuốn. Tới câu 814, còn phần sau 1014 câu có tính cách luân lý. Bảo là một truyện luân lý cũng không được. Phần tả tình giữa hai người dài quá, hai phần ấy gần tương đương nhau. Thành thử không được nhất trí, tác giả như tham lam quá, như muốn gồm hai chuyện làm một. Một tiểu thuyết tả tình rất chi ly và một tiểu thuyết luân lý để răng đời. Có lẽ Nguyễn Huy Tự thấy rõ chỗ không nhất trí đó, nên cuối truyện khuyên ta gác bên tình tứ, giữ bề hiếu trinh, rồi sau lại dặn thêm một lần nữa, kế rồi dặn lại hai đường thấy hay. Nghĩa là tiên sinh cũng nhận thấy phần tả tình quá dài, sợ độc giả chỉ ham mê phần ấy mà quên hẳn phần sau, hoặc tưởng lầm rằng tác giả chỉ có ý tả tình thôi. Như vậy sao bằng tóm tắt bớt phần trên lại, cho còn độ vài trăm câu thì truyện được nhất trí hơn, và trong đoạn kết khỏi phải dặn dò độc giả nữa không? Là một dàn bài giản lược, khi đã vạch rõ đích rồi, ta phải định hướng để đi tới, nghĩa là phải làm một dàn bài giản lược. Muốn cất ngôi nhà, trước hết bạn phải vẽ bản đồ đã, phải không? Không vẽ trên giấy thì ít nhất cũng phải vẽ trong góc, nhà rộng bao nhiêu, dài bao nhiêu, hướng về phương nào, có mấy phòng, phòng nào ở đâu, soạn một bài diễn văn cũng vậy. Nếu không định trước những đại cương, ta sẽ hoang mang, không biết phải nói những gì và cũng không biết nên kiếm những ý phụ nào nữa. Vài lỗi phải tránh trong khi dàn bài. Bạn phải tránh những lỗi thông thường sau này. A. Điệp ý vì vụn vặt sắp đặt. Ví dụ bạn muốn kể những hoạt động của một văn nhân ở Nam Định và một chính trị gia ở Hà Nội thuộc nạn đói ở Bắc Việt mà bạn sắp đặt như vậy. 1. Giới thiệu hai người. 2. Kể chuyện. 1. La Mã. Giới thiệu hai người. 2. La Mã. Kể chuyện. 1. Nạn đói ở Nam Định. 2. Hoạt động của văn nhân. 3. Nạn đói ở Hà Nội. 4. Hoạt động của chính trị gia. 3. La Mã. So sánh hoạt động của hai người. Đoạn 1 và 3 sẽ giống nhau, điệp ý. Bạn có thể bỏ đoạn 3 đi, mà trong đoạn 1 tả chung cảnh đói ở Bắc Việt. B. Thiếu cân đối. Phần quan trọng ngắn quá, phần không quan trọng là dài quá. Thành thử độc giả có cảm tưởng đứng trước một bức họa vẽ một người đầu lớn hơn bụng, hoặc lưng ngắn độ hai gang tay mà chân dài tới hai thước. Ví dụ trong truyện Thúy Kiều, nếu Nguyễn Du tả Thúy Vân trong 20 câu, Thúy Kiều trong 4 câu, thì như vậy là thiếu sự cân xứng. Trong đầu đề trên, nếu bạn tả nạn đói tới 6-7 trang mà tả hoạt động của hai người chỉ trong 1-2 trang cũng thiếu sự cân xứng nữa. C. Ý tưởng không liên lạc tự nhiên với nhau. Nếu so sánh Nguyễn Du và Đồ Chiểu chẳng hạn, bạn theo thứ tự sau này. Thứ nhất, thời đại. Thứ hai, gia thế. Thứ ba, văn chương. Thứ tư, tính tình. Thì ý tứ không được liên lạc tự nhiên với nhau. Thời thế và gia thế ảnh hưởng tới tính tình, rồi tính tình lại ảnh hưởng đến văn chương. Vậy phải để tính tình lên số 3 và văn chương xuống số 4. Vài lối dàn bài. Có rất nhiều cách sắp ý lắm. Nếu vạch lại đời một doanh nhân, ta nên theo thứ tự thời gian. Thứ nhất, hồi nhỏ, gia thế, ảnh hưởng của người thân, học ở đâu, chuyên về môn gì. Thứ hai, lúc lớn lên, những thành công và thất bại, chí hướng có thay đổi không. Thứ ba, xét công lao của doanh nhân ấy đối với xã hội. Nếu chỉ xét một quãng đời thôi, ta có thể. Thứ nhất, kể qua quãng đời trước và kiếm nguyên nhân những sự thay đổi trong chí hướng của doanh nhân. Thứ hai, kể rõ quãng đời ta muốn bàn, ảnh hưởng của cảnh ngộ, tính tình, hoạt động. Thứ ba, quãng đó ảnh hưởng tới quãng sau ra sao. Muốn phê bình một công nghiệp của ai, dàn bài như sau này là được. Thứ nhất, xét chung những công nghiệp của người ấy. Thứ hai, xét riêng công nghiệp ta muốn phê bình, khó khăn ra sao, đặc biệt chỗ nào. Thứ ba, chỉ rõ công nghiệp ấy có địa vị gì trong công nghiệp chung và ảnh hưởng gì tới hành động của doanh nhân và đời sống của xã hội. Tùy đầu đề, ta cũng có thể dàn bài như vậy. Thứ nhất, mục đích sống. Thứ hai, hành động. Thứ ba, kết quả. Hoặc thứ nhất, kể rõ những sự kiện. Thứ hai, lấy ra một bài học thực tiễn. Hoặc thứ nhất, vạch một điều xấu. Thứ hai, nói xấu vì những lẽ gì. Thứ ba, phải sửa đổi ra sao. Nghiên cứu cách bố cục của các đoạn văn danh tiếng, không thể nào kể hết các lối sắp ý được vì nó thay đổi tùy theo đầu đề. Muốn tập cách làm dàn bài, bạn nên nghiên cứu những đoạn văn có danh tiếng, tìm những ý chính trong đoạn, rồi lấy lại bố cục của tác giả, sau cùng phê bình. Ví dụ, lấy đoạn tả Thúy Vân và Thúy Kiều của Nguyễn Du. Đầu lòng hai ả tố Nga, Thúy Kiều là chị, em là Thúy Vân, mai cốt cách, tuyết tinh thần, mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười. Vân xem trang trọng khác vời, khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang, hoa cười ngọc thốt đoan trang, mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da. Kiều càng sắc sảo mặn mà, so bề tài sắc
lại là Phần Hưng. Làng thu thủy, nét xuân sơn, hoa ken thua thấm, liễu hờn kém xanh. Một hai nghiêng nước nghiêng thành, sắc thành đòi một, tài đành họa hai. Thông minh vốn sẵn tính trời, pha nghề thi họa, đủ mùi ca ngâm. Cung thương lầu bậc ngũ âm, nghề riêng ăn đức, hồ cầm một trương. Khúc nhà tay lựa nên chương, một thiên bạc mệnh lại càng não nhân. Phong lưu rất mực hồng quần, xuân xanh sắp xỉ tới tuần cập kê. Êm đềm trứng rũ màn che, tường đông ong bướm đi về mặt ai. Ta thấy bốn câu đầu, 15 đến 18 là đoạn mở, tả chung cả hai người. Bốn câu sau, từ câu 19 đến câu 22, tả riêng Thúy Vân. 16 câu sau, từ câu 23 đến 38, tả Thúy Kiều. Trong đoạn tả Thúy Kiều, ta lại có thể phân biệt bốn đoạn nhỏ, hai câu 23 và 24. Hai câu 23 và 24 là đoạn chuyển, so sánh Thúy Vân với Thúy Kiều. Bốn câu 25 đến 28, tả sắc Thúy Kiều. Sáu câu 29 đến 34, tả tài của nàng. Và bốn câu cuối tả tính tình của nàng. Vậy bố cục của Nguyễn Du như sau này. Thứ nhất, đoạn mở tả chung hai người 4 câu. 2. Đoạn tả Thúy Vân 4 câu. 3. Đoạn tả Thúy Kiều. A. Chuyển 2 câu. B. Tả sắc 4 câu. C. Tả tài 6 câu. D. Tả tính tình 4 câu. Tổng cộng là 24 câu. Mạch lạc thật rõ ràng, ý tứ liên tiếp rất tự nhiên, mà bài văn lại rất cân xứng nữa. Các bạn thử phân tích đoạn Thúy Kiều xin Kim Trọng đem tình cầm sắc đổi ra cầm kỳ, câu 3091 đến câu 3112, xem ý tứ có liên lạc với nhau không. Trong đoạn ấy, Nguyễn Du đã cho nàng Kiều một tài ăn nói rất mực. Khi tìm ý phụ, nên thông thả đợi tìm thức phụ lực với ta. Đã định xong nòng cốt cho bài rồi, ta phải kiếm thêm ý phụ. Chỉ khi nào đã có nòng cốt rồi mới nên kiếm ý phụ, vì nếu kiếm trước, ta sẽ hoang mang, cũng như người chưa định hướng mà đã tìm lối đi vậy. Về cách kiếm ý cũng không có phương pháp nào nhất định hết. Kiếm dễ hay không là tùy óc tưởng tượng, cùng kinh nghiệm và học thức của mỗi người. Nhưng có một định luật không bao giờ sai, là nếu không chịu tốn công thì không bao giờ có kết quả. Có khi chỉ đào 5-6 thước cũng gặp mạch nước thật đấy, nhưng thường phải đào cả chục cả trăm thước, mà càng sâu dòng nước càng trong, mạch càng lâu cạn. Tuy vậy không nên hăm hở ngồi vào bàn bóp trán suy nghĩ suốt ngày để kiếm ý, cứ thông thả, miễn đừng quên bẵng công việc là được. Trong khi ăn, trong khi trò chuyện, vui chơi, thỉnh thoảng nghĩ tới một chút, rồi lại nghỉ ngơi để cho đầu đề tự nó chín mùi. Tại sao lại như vậy? Là tiềm thức của ta lạ lùng lắm, nó làm việc mà ta không hay, và làm việc cả trong khi ta ngủ nữa. Chắc bạn đã nghiệm thấy nhiều lần, bỏ cả buổi tối để học một bài mà không thuộc, bạn bực mình gấp sách đi ngủ, sáng hôm sau tỉnh dậy, nghĩ tới bài học, trả thử, thấy nhớ được nhiều, bèn ngồi nhẩm dậy mở sách ra coi lại một hai lượt, thì bài đã thuộc trơn tru rồi. Như vậy là nhờ trong khi ta đương say mê giấc điệp, tiềm thức trong bài giúp ta. Lại có những lần ta vò đầu kiếm một cách giải một bài toán mà không ra, bèn bỏ đi, quên nó đi, rồi đột nhiên trong lúc chơi giỡn, ta bỗng thấy cách giải, cũng là nhờ tiềm thức kiếm giùm ta nữa. Vậy ta cứ lâu lâu nghĩ tới một đầu đề một chút, rồi mặc cho tiềm thức, tên giúp việc trung thành và tận tụy ấy, kiếm ý giúp ta, rồi thình lình ta sẽ thấy ý tới, có khi tới cả chuỗi, xô đẩy nhau tới, thao thao bất tuyệt. Chúng thiệt khó chịu, khi mình năn nỉ chúng thì chúng trốn đâu mất hết, khi không thèm nghĩ tới chúng nữa thì chúng ùa nhau lại, ghi không kịp. Tìm ý phụ cách nào? Có tác giả khuyên muốn kiếm ý phụ nên tìm định nghĩa của những tiếng quan trọng trong bài, rồi phân tích từng đại ý, tìm nguyên nhân và kết quả, xét kỹ lý thuyết cùng phương pháp, thực hành hoặc nghĩ cách chiết trung. Nhưng lời khuyên ấy phải tùy đầu đề mới áp dụng được. Theo tôi, chỉ cần tự hỏi 7 câu sau này của Quintilian, một nhà hùng biện La Mã sống cách đây non 2.000 năm, ai, cái gì, ở đâu, bằng cách nào, tại sao, ra sao, khi nào. Muốn tập suy nghĩ và tìm ý, kiếm bố cục, rồi theo bố cục ấy ta diễn lại ý của tác giả. Lần đầu ráng đừng dùng những tiếng của nguyên văn. Ví dụ ở trên kia, chúng ta đã phân tích đoạn tả tài sắc Thúy Vân và Thúy Kiều. Tôi chắc ai cũng thuộc lòng đoạn ấy hết. Bây giờ bạn thử diễn lại đủ những ý của Nguyễn Du bằng những lời của bạn, nghĩa là ráng tránh những tiếng mà thi sĩ đã dùng. Chẳng hạn, bạn có thể hỏi, hai người con gái đầu lòng của Vương Viên Ngoại là Thúy Kiều và Thúy Vân, cả hai đều đẹp. Vân có vẻ trang nhã, mặt tròn, mày ngài, da trắng, tóc đen, nhưng tài sắc đều kém xa Thúy Kiều. Vẻ đẹp của Kiều rất sắc sảo, mắt long lanh, tóc xanh mượt, làm cho hoa cũng phải ghen, liễu cũng phải hờn, nước phải nghiêng và thành phải đổ. Đã vậy, nàng lại đa tài, vừa thông minh, vừa giỏi thi họa, nhất là ngón hồ cầm của nàng thì không ai bì kịp. Chính nàng đặt ra được một khúc bạc mệnh ai oán não nùng vô cùng.
Tuy đã 15-16 tuổi, nhưng nàng vẫn sống êm đềm nơi phòng khuê, không gian díu với ai cả. Những vai chính trong tác phẩm bất hủ của Tố Như như Thúy Kiều, Kim Trọng, Hoàng Thư, Từ Hải đều có tài ăn nói, bạn nên phân tích những đàm thoại của họ. Trong phần phụ lục bạn sẽ thấy nhiều bài làm kiểu mẫu, xin bạn phân tích những bài ấy, rồi diễn lại đủ những ý, nhưng dùng lời của bạn. Đó là một cách tập suy nghĩ, kiếm ý và sắp ý. Tìm tài liệu, muốn có đủ ý ta phải tìm tài liệu. Tài liệu là những bằng cớ ta dùng để chứng minh hoặc bên vực lý luận của ta. Ví dụ ta muốn nói về đồ chiểu, nhưng ta biết rất ít về cụ, không đủ cho ta nói trong nửa giờ hoặc một giờ. Ta phải tìm thêm ý trong các sách vở, báo chí. Ta lại phải tới Ba Tri, nơi cụ dạy học, tìm những di tích của cụ, hỏi thăm cháu chắt cụ, nếu gặp hoặc phỏng vấn con cháu, những bạn thân của cụ. Những điều ta tìm tòi, hỏi han thêm được, đó là tài liệu. Vậy tài liệu ở trong sách vở, báo chí, ở trên những tấm bia, tấm ký và cũng do khẩu truyền nữa. Trong cuốn Kim Chỉ Nam của học sinh, phần 3, chương 2, tôi đã chỉ cách gom góp tài liệu. Tôi xin miễn chép lại, tôi chỉ xin nhắc bạn điều sau này. Những tài liệu kiếm được ta phải cân nhắc thận trọng, những ý tưởng mượn được, ta phải suy xét kỹ lưỡng rồi hãy đem dùng. Có óc biết so sánh lý luận, tức như biết rõ dụng cụ trong nhà nên dùng vào việc gì, trong những trường hợp nào và nên đặt ở đâu. Khi có tiệc tùng khách khứa, có thể mượn đây một chiếc ghế, kia một bộ chén được. Nếu không có ốc ấy thì dù có mượn được những bàn ghế bằng gõ, nu, chú thích, nu, hai thứ gỗ quý ở Việt Nam, gỗ nu có vân rất đẹp. Những chén đĩa bằng vàng bạc mà không biết bày biện thì cũng chỉ làm cho khách khứa thêm cười mình, chứ không ích lợi chi hết. Khi ý hiện ra phải ghi liền. Khi một ý thoáng hiện trong óc ta, ta phải chụp lấy nó liền, kẻo nó trốn mất. Nghĩa là phải ghi ngay trên giấy, dù đã lên giường nằm rồi cũng phải dậy ngay, vặn đèn lên, ghi luôn vào sổ. Một thi nhân Trung Quốc hồi xưa, Đường Đại Tiện, sực tìm ra một phần thơ, vội kiếm cách ghi ngay lên nhà xí, cho khỏi quên. Một thi nhân khác, Lý Hạ đời Đường, có tật làm thơ trên lưng lừa, luôn luôn đeo theo mình một túi gấm, hễ nghĩ được câu nào chép lại ngay, bỏ vào túi. Ông Wade Al-Modi, một nhà thuyết giáo nổi danh ở Mỹ, mỗi lần lựa được một đầu đề nào thì viết nó lên một bao thư lớn. Ông có rất nhiều bao thư như vậy, đọc sách gặp một tài liệu hợp với đầu đề, hoặc đi dạo mát, tìm đọc một ý, ông chép lại, bỏ vào bao thư. Bao thư của G.L. Moody, tức là túi gấm của Lý Hạ. Tổng thống Lincoln cũng theo phương pháp ấy, nghĩ được một ý, ông kiếm ngay một miếng giấy rồi chép lại liền, liền vào một chiếc nón của ông, để cho những ý đó ngủ trong nón có khi hàng tuần hàng tháng. Nếu bạn không muốn chép mỗi ý vào một miếng giấy nhỏ, mà muốn chép chung cả vào vài tờ, thì sau mỗi ý bạn nên chừa một khoảng trống để sau này viết thêm vào được. Vài lời khuyên trong khi lựa ý. Khi kiếm ý, gặp bất kỳ ý nào liên lạc tới vấn đề, ta cũng chép lại, đợi tìm đủ rồi ta sẽ sàng, sảy, gạn lọc. Lúc ấy bạn nên nhớ những quy tắc sau đây. A. Cần nhất là rõ ràng, những ý nào chưa được minh bạch phải suy nghĩ lại. Nếu suy nghĩ lại mà vẫn còn lờ mờ thì bỏ. B. Rồi tới thành thật. Nếu bạn không thâm tín những ý bạn muốn diễn, thì làm sao người khác tin lời bạn được? Nếu cảm tưởng của bạn không chân thành, làm sao người khác nghe bạn mà cảm động được? Trước những kẻ thương vay khóc mướn, bạn thấy buồn rầu hay thấy nực cười và thương hại? Phải thành thật cả với bạn nữa. Chỉ con số nào chắc chắn mới đưa ra, còn nghi ngờ thì bỏ. C. Đừng nên lý thuyết nhiều quá mà nên dùng nhiều chứng cớ, nhiều thí dụ. Những tác phẩm của Dale Carnegie được rất nhiều người đọc. Một phần những vấn đề ông bàn rất hợp thời. Một phần sách đầy những chuyện thật và rất ít lý thuyết. D. Bạn đừng nên quên rằng bài diễn văn không phải là một bài học hoặc một luận thuyết, cho nên không cần đầy đủ mà cần đặc sắc để đập mạnh vào óc và tim của thính giả cho họ nhớ được. Có người cho rằng trong một giờ nhồi được vào óc thính giả nhiều lắm là ba ý chính. Đúng như vậy, đừng nên tham lam quá. Ba ý là đủ rồi, nhưng phải nói sao cho những ý ấy khắc sâu vào đầu óc thính giả. Và bao nhiêu ý phụ phải quy tụ cả chung quanh ba ý chính ấy thì thính giả mới khỏi hoang mang. Kẻ nào muốn chứng minh nhiều quá thì không chứng minh được gì hết. Vậy bạn phải biết tự hạn chế. Bolio nói, người nào không biết tự hạn chế không bao giờ biết viết. Bạn kiếm được 10 ý đều hay hết, bạn đã mừng rồi ư? Chưa nên, bạn phải bỏ đi 6-7 ý, giữ lại 3-4 thôi. Bạn tiếc những ý đó lắm, tôi biết. Nhưng tiếc thì tiếc, bạn cũng phải bỏ, và chỉ khi nào không thấy tiếc nữa thì những ý bạn giữ lại mới có hy vọng làm cho thính giả chăm chú nghe được. Chú thích: cuốn How to Win and Influence People đã bán được trên 4 triệu cuốn, và cuốn How to Stop Worrying and Start Living trong 3 năm in lại 4 lần. Sắp đặt các ý phụ. Khi đã lựa chọn kỹ càng rồi, bạn sắp những ý phụ đó vào từng đoạn chính trong bài. Phải sắp làm sao cho các ý liên lạc tự nhiên với nhau,
Công việc này có khi khó khăn, nếu gặp một ý nào đặc sắc mà không biết đặt vào đâu cho phải chỗ thì bạn phải hy sinh nó nữa, nhiều quá chỉ làm rối óc thính giả. Nên viết mỗi ý chính lên đầu một trang giấy, rồi ở dưới chép những ý phụ liên lạc với ý chính ấy. Làm xong việc này, tức là bạn đã có một dàn bài đầy đủ, tường tận rồi vậy. Bây giờ chỉ còn việc phô diễn thôi. Một thí dụ. Nhưng trước khi chỉ cách phô diễn, tôi hãy xin lấy một thí dụ để bạn hiểu rõ thêm. Giả tỷ bạn muốn bàn về đạo nhàn trong văn thơ Việt Nam, bạn đừng quên định một cách tính cách nhất trí cho đầu đề. Chẳng hạn mục đích duy nhất của bạn là làm cho thính giả thấy cái khoáng đạt của đạo nhàn. Vậy bất kỳ ý gì trong bài cũng phải đưa bạn tới mục đích ấy. Nếu bạn so sánh những văn thơ tả tâm trạng nhàn với những văn thơ tả cảnh, tả tình thì bạn sẽ lạc đề. Nếu bạn lại quá dài dòng so sánh đạo nhàn với lối sống ồ ạt của phương Tây, bạn cũng lại lạc đề nữa. Dàn bài giản lược của bạn có thể như vậy. Thứ nhất, đạo nhàn ở đâu ra? Thứ hai, thế nào là nhàn? Thứ ba, 20 năm gần đây văn thơ của ta còn ca tụng đạo nhàn không? Tại sao? Tôi nói có thể dàn bài không nhất định phải như thế, nhưng phần 3 có thể đổi như sau. Đạo nhàn ảnh hưởng tới văn thơ của ta ra sao? Hoặc đạo nhàn bây giờ còn hợp thời không? Phần 1 có thể dài khoảng trên một trang, phần 3 cũng vậy, còn phần giữa, quan trọng nhất, phải dài 5-6 trang, như vậy mới có sự cân xứng. Định như vậy rồi bây giờ bạn mới kiếm ý và tài liệu, chẳng hạn đọc những sách về văn học của Trung Quốc và Việt Nam, bạn kiếm được những ý dưới đây. Thứ nhất, Lão Trang có thuyết vô vi. Thứ hai, Khổng Mạnh có thuyết xuất xử. Thứ ba, Đạo Phật không nói tới nhàn. Đào Tiềm là thủy tổ của loại thơ nhàn. Thứ năm, Đào Tiềm Lý Bạch là thánh nhàn. Thứ sáu, chữ nhàn có chữ nguyệt ở trong chữ môn, nghĩa là đứng ở cửa ngắm trăng lên. Thứ bảy, nhàn là có tâm hồn khoáng đạt, thanh cao, ung dung. Tám, những thi sĩ theo đạo nhàn ở nước ta là Chu Văn An, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Khuyến, v.v. Chín, những vị đó là nhà nho có lúc không gặp thời. 10. Nhàn là hay đi du lịch. 11. Nhàn là coi phú quý như chiêm bao. 12. Văn thơ của ta chịu ảnh hưởng của văn thơ Trung Quốc. 13. Văn thơ là phản ảnh của xã hội. 14. Nhàn là không muốn làm gì hết. 15. Nhàn là uống rượu, ngâm thơ, đánh cờ, trồng hoa, uống trà. 16. Có tâm hồn ưa nhàn mới thích ngắm cảnh đẹp của thiên nhiên. 17. Nhàn là ưa đờn ca. 18. Nhàn là ngủ nhiều. 19. Nhàn không hẳn là ở không. Cày ruộng, dạy học cũng có thể là nhàn được. 20. Nhàn là chán đời mà vẫn vui cảnh đời. 21. Nhàn nhân bất thị, đẳng nhàn nhân. Người nhàn chẳng phải là bọn nhàn thường. 22. Phương Tây có mơ mộng chứ không có nhàn, từ khi có văn minh cơ khí. 23. Trong những tác phẩm của các văn nhân thi sĩ lớp mới, không thấy có bài nào ca tụng đạo nhàn. 24. Văn minh phương Đông là tỉnh, phương Tây là động. 25. Đời sống vật chất thay đổi thì đời sống tinh thần cũng thay đổi. 26. Các cụ hồi xưa ít vật dục. 27. Gần đây chỉ có vài thi nhân trong phái cổ như Nguyễn Khắc Hiếu, Bùi Kỷ là còn có một vài bài về nhàn. 28. Sự mơ mộng của J.J. Rousseau, Chester Bryan, Lamartine. 29. Nhàn không hợp với thời đại cơ khí. 30. Sự mơ mộng cũng làm cho thi nhân yêu tạo vật. 31. Nhàn là thản nhiên với sự đời, vân vân. Bạn lấy 3 tờ giấy trắng mỗi tờ riêng cho một phần, 1, 2, 3 trong dàn bài giản lược. Rồi khi kiếm được những ý đó, bạn chép ngay vào một trong 3 tờ giấy ấy. Nhớ dưới mỗi ý nên để một khoảng trắng, sao có thể viết thêm vào được. Khi đọc một bài thơ về thú uống rượu, thú đánh cờ của người nhàn, bạn cũng chép ngay vào một miếng giấy, rồi đánh dấu sao cho ta thấy ngay rằng tài liệu ấy liên quan với ý 16, nhàn là uống rượu, ngâm thơ, đánh cờ, v.v. Hoặc nếu đủ chỗ thì chép ngay tài liệu ấy ở dưới ý 16. Khi đã kiếm được đủ ý, bạn lựa bỏ bớt những ý nào không sát với đầu đề hoặc không mới mẻ gì, như những ý 2, 3, 4, 5, 10, 14, 15, 23, 25, 26, 27, 29, 31, v.v. Những ý 22 và 24 chưa chắc đã đúng, cũng nên bỏ. Chắc bạn nhận thấy trong 31 ý đó, tôi chỉ bỏ có 15 ý, sở dĩ vậy là tôi đã bỏ bớt đi nhiều ý phụ khác rồi, sợ chép lại hết sẽ làm bận mắt bạn. Bây giờ bạn phải sắp lại những ý ấy cho có liên lạc tự nhiên với nhau, bạn có thể sắp như sau này. Phần 1. Đạo nhàn trong văn thư Việt Nam ở đâu mà ra? 1. Lão Trang có đạo vô vi. 2. Văn nhân thi sĩ của ta chịu ảnh hưởng của Lão Trang, lại thích Đào Tiềm, Lý Bạch, cho nên cũng có những thơ nhàn như của Chu Văn An, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Khuyến. Phần 2. Nhàn là gì? 1. Là coi phú quý như mây nổi, ở đời không có gì đáng làm hết cho ta lao tâm khổ tứ. 2. Đã không có gì đáng cho ta lao tâm khổ tứ thì A. Ngắm cảnh đẹp của tạo hóa và ngao du sơn thủy, trích vài câu thơ.
B. Uống rượu, trích vài câu thơ. C. Ngâm thơ. D. Nhấp trà. E. Đánh cờ. F. Đờn ca. G. Ngủ. 3. Phần A. Nhưng nhàn không phải là không làm gì. B. Vẫn có thể dạy học, cày ruộng, câu cá. Hễ không đăm đăm chiêu chiêu, lo sự đắc thất thì là nhàn. C. Kể vài thí dụ, Chu Văn An, Nguyễn Bỉnh Khiêm, vân vân, trích vài câu thơ. 4. A. Nhàn là chán đời, trích vài câu thơ. B. Nhưng vẫn vui những thú ở đời, vui mà không ham mê, trích vài câu thơ. 5. Tâm trạng đó khoáng đạt lắm, cho nên không phải người thường mà có được, trích vài câu thơ. Phần 3. Trong 20 năm gần đây, văn sĩ và thi nhân lớp mới không ca tụng đạo nhàn nữa. Tại sao? Thứ nhất, từ khi đời sống vật chất và tinh thần của ta chịu ảnh hưởng của văn minh Âu Tây, thì đạo nhàn cũng mất lần trong văn thơ, nó không còn hợp với thời đại cơ khí này nữa. 2. Và thi nhân cuối cùng ca tụng đạo nhàn là Nguyễn Khắc Hiếu và Bùi Kỷ, trích vài câu thơ. Một dàn bài như vậy là đủ. Tất nhiên là nếu bạn có kinh nghiệm thì có thể vừa tìm ý, vừa lựa chọn, vừa sắp đặt. Ba công việc ấy không thể thiếu được, nhưng không nhất định phải tìm hết các ý. Như tôi đã làm ở trên, rồi mới qua hai việc sau. Ý đã đầy đủ và sắp đặt kỹ lưỡng, bạn bước qua giai đoạn phô diễn, nhưng bạn nên soạn miệng hay soạn trên giấy. Trong chương sau chúng ta sẽ bàn về vấn đề ấy. Soạn một bài diễn văn, như vậy tốn công lắm. Nhưng xin bạn nhớ, thiên tài chỉ là kết quả của sự kiên tâm và hùng biện là một nghệ thuật rất cao quý, làm cho ta chinh phục được tâm hồn và trí tuệ của kẻ khác. Nó là thơ của lời nói, như E. Pynan đã nhận xét. Tóm tắt chương 1 phần 2. 1. Lựa chọn đầu đề nào mà bạn hăng hái muốn diễn giải. 2. Đừng quên tính cách nhất trí của đầu đề. 3. Là một dàn bài giản lược với 3 ý chính thôi, nên tập phân tích những đoạn danh văn. 4. Kiếm ý phụ và tài liệu, nhớ 7 câu hỏi của Witty Lennon. Ai, cái gì, ở đâu, bằng cách nào, tại sao, ra sao, khi nào. 5. Khi một ý hiện trong óc ta thì ghi ngay nó trên miếng giấy nhỏ, rồi bỏ vào bao thơ hoặc chép trên một trang giấy dành riêng cho mỗi phần trong bài. 6. Ý phải rõ ràng, thành thật. 7. Nên đưa ra nhiều chứng cớ, thí dụ. 8. Nhưng phải biết tự hạn chế. Khi nào bỏ hết 5-6 ý, chỉ giữ lại 3-4 ý mà không thấy tiếc, thì diễn văn của bạn mới có hy vọng làm thính giả mê được. 9. Sắp đặt lại những ý phụ cho có liên lạc tự nhiên với nhau. Chương 2. Soạn bằng miệng, luyện ký tính. 10 lần thì có tới 9 lần thành công vì tự tính và tận lực làm việc. T.E. Wilson. Soạn bằng miệng. Không nên dùng ký chú. Chú thích, lời chú ghi trên giấy. Hầu hết những diễn giả hùng biện đều không dùng ký chú. Ông Dale Carnegie trong cuốn Public Speaking and Influencing Men in Business nói: những ký chú làm cho hứng thú của câu chuyện giảm đi non nữa. Muốn hấp dẫn, thuyết phục người khác, mắt ta phải luôn luôn nhìn họ. Lời nói phải từ thâm tâm thốt ra, mang theo sự hăng hái, cảm động của ta, rồi cùng với nhân điện của ta truyền vào trong thâm tâm họ. Mà nhân điện phát ra mạnh nhất là nhờ cặp mắt cúi xuống đọc những nốt, thì mắt ta phải rời thính giả và sự tiếp xúc quý báu ấy phải gián đoạn. Nếu phải đọc từng hàng trên giấy nữa, lời lẽ sẽ mất hết sinh khí của nó, không thốt ra từ trong cõi lòng hồi hộp, nhiệt liệt, mà có vẻ từ miếng giấy vô tri, lạnh lùng bay ra vậy. Như thế thính giả làm sao cảm động được. Chú thích: tuy nhiên Churchill dùng cách đó mà nổi danh là hùng biện, nhờ ông làm chủ được giọng nói và câu văn. Đó là một tài riêng của ông. Chỉ những bậc thiên tài, giàu kinh nghiệm mới ứng khẩu được thôi. Bạn sẽ nói, chỉ những bậc thiên tài, giàu kinh nghiệm mới ứng khẩu được thôi, còn phàm nhân như chúng mình đâu dám. Vâng, phải có kinh nghiệm mới đọc. Vì vậy, trong chương 2 phần 1, tôi đã khuyên bạn nên tập ứng khẩu nói về một vấn đề dễ trong 1 phút, rồi trong 5 phút, một vài lần đầu lên diễn đàn, bạn nên chép những ý chính trên một tờ giấy. Viết những chữ hơi lớn bằng bút chì màu, hễ ngó qua là nhận và đọc được liền. Tờ giấy đó bạn nên theo gương ông John Bright, một chính trị gia người Anh nổi tiếng ở thế kỷ 19, bỏ vào trong một cái nón đặt trên bàn, trước mặt bạn, hoặc giấu sau chiếc nón cũng được, miễn sao thính giả không trông thấy, còn bạn chỉ cần liếc mắt là thấy ngay. Vậy nếu bạn còn rụt rè, không tin chắc ở mình thì cứ dùng giấy ghi các điểm chính, còn hơn là đọc thuộc lòng đến nửa chừng rồi quên hết, hồi hộp, lúng túng, ấp úng, làm cho thính giả phải mỉm cười. Khi mới tập đi, ai cũng phải vịnh vào bàn hay ghế, miễn là đừng ỷ lại, vịnh hết năm này qua năm khác. Soạn diễn văn giữa thiên nhiên. Nếu bạn theo phương pháp này thì chỉ lần thứ nhì hay lần thứ ba là bạn có thể không cần ghi các điểm chính nữa, hoặc ghi rất ít. Bạn soạn bài rất kỹ, nhưng soạn bằng miệng. Muốn vậy, bạn bỏ vào túi tờ giấy chép cái dàn bài đầy đủ rồi đi chơi. Bạn đi một mình tới giữa cánh đồng hoặc bên bờ sông. Bạn leo lên một ngọn đồi vắng hoặc vào một ngôi chùa hoang,
rồi vừa bước vừa suy nghĩ từng điểm một trong bài. Nhiều văn nhân nhận thấy rằng khi ta ngồi yên thì ý tưởng khó tới, đi đi lại lại thì nó dễ hiện, tự như nó cùng ngồi, cùng đi, cùng ngừng với ta vậy. Chính tôi cũng đã nghiệm thấy như thế. Sự hoạt động của cơ thể giúp cho sự hoạt động của tinh thần. Trong khi ta bước, huyết dễ lưu thông, chuyển khắp thân thể mau hơn và do đó lên óc nhiều hơn, cho nên ta dễ suy nghĩ. Còn gì thú bằng được ngửi những hương thơm của hoa ngàn cỏ nội, được gió mai mát rượi hay hãy phút phe làn tóc bên tai. Trong khi những ý tưởng chập chờn trong đầu óc, khi ẩn khi hiện, như cánh bướm trong bụi hồng, những phút thoát trần ấy, tâm hồn ta tự như cùng với cánh chim, cùng với tiếng gió bay bổng lên không trung để hòa hợp với hồn của vạn vật. Ta được hưởng cái vui trong sạch nhất và cũng nồng nàn nhất, cái vui sáng tác, và ta thấy ta với hóa công là nhất thể. Tìm được cách diễn một đoạn rồi, ta lớn tiếng lặp lại, có ai thấy mà cười ta, là làm cho đàn bò đưa nhai cỏ phải hoảng hốt tỉnh giấc mộng triền miên của chúng thì cũng mặc họ. Ta cứ tưởng tượng cây cỏ, chim muông ở chung quanh đều là thính giả, ta cứ sửa đi sửa lại cho giọng của ta được êm tai, mạnh mẽ, tập những điệu bộ cho hợp với ý, rồi hãy qua đoạn khác. Soạn hết bài rồi ta phải thường diễn lại từ đầu tới cuối, trong khi ta đi tới sở, tới hãng, trong lúc rửa mặt tắm gội hoặc dọn dẹp sách vở, hoặc diễn lại lớn tiếng trong phòng riêng của ta nữa. Đừng bao giờ học thuộc lòng diễn văn. Soạn diễn văn ở giữa cảnh thiên nhiên như vậy vui hơn là soạn trên một bàn giấy trong gian phòng chật hẹp. Nhưng nếu bạn chưa quen với cách ấy, nghĩ được câu nào phải chép ngay lên giấy rồi mới sửa chữa được, thì xin bạn cứ chép, miễn là đừng học thuộc lòng. Khi đọc thuộc lòng, óc bạn phải chăm chú nhớ ý và lời trong bài, nó như lùi lại sau, không hướng tới độc giả nữa, và lời của bạn sẽ thiếu sinh khí, chỉ ru ngủ thính giả. Luyện ký tính. Tôi biết bạn sẽ nói, ký tính tôi xem, làm sao nhớ hàng chục ý phụ trong diễn văn được. Nếu bạn không nhớ đọc hết thì bỏ bớt đi, không cần lượng mà cần phẩm. Những ý nào không nhớ được cũng đáng bỏ đi lắm, vì thường khi nó không có chi là đặc sắc cả. Vả lại bạn có thể luyện ký tính của bạn kia mà. Xin bạn đọc kỹ chương 6 trong cuốn 7 bước đến thành công, chú thích của tôi dịch, và theo cách chỉ trong đó mà luyện ký tính. Dưới đây tôi chỉ xin nhắc lại vài điều quan trọng, muốn nhớ lâu ta phải khắc sâu hình ảnh hoặc cảm tưởng trong óc ta. Tập liên tưởng kiếm những liên lạc giữa hai vật hoặc hai ý, coi đi coi lại hoặc học đi học lại nhiều lần. Khắc sâu hình ảnh trong óc. Phần đông chúng ta chỉ ngó qua mà không nhận xét, cho nên mau quên lắm. Trong vườn tôi có một gốc mai và một gốc mận. Học sinh của tôi ngày nào cũng họp nhau trước buổi học tại gốc hai cây ấy. Một hôm tôi bảo họ kể tên các cây trong vườn thì mấy chục em đều đồng thanh kể ngay cây mận trước hết. Còn cây mai chỉ có mỗi một em nhớ tới, mà cây này mọc sát ngay lối đi. Tại sao vậy? Tại các em ấy không chú ý tới cây mai mà thích cây mận hơn. Lẽ rất dễ hiểu là cây này có trái ăn được. Họ không ngày nào không ngó cây mai, nhưng chỉ ngó qua nên không nhớ. Óc ta tựa một máy chụp hình, mắt ta tức là kính của máy. Muốn cho hình được rõ, thời gian mở mắt kính phải vừa đủ. Thời gian ấy mau hay chậm tùy từng máy. Chúng ta cũng vậy, có người mau nhớ, có người lâu nhớ, nhưng ai cũng phải chú ý trong một thời gian vừa đủ thì mới nhớ được. Muốn chú ý, nếu có thể được phải dùng cả ngũ quan. Ví dụ muốn nhớ một chữ, ta vừa viết, vừa đánh vần, như vậy mắt vừa thấy, tai vừa nghe, tay vừa cử động, ba cơ quan làm việc một lúc. Tìm liên quan giữa các ý. Muốn mau nhớ, ta lại phải tìm liên quan giữa các ý. Khi ta đã sắp những ý trong bài diễn văn theo một thứ tự tự nhiên, thì ta nhớ ngay được những ý ấy. Bảy câu hỏi của Winty Lyon giúp ta kiếm được những liên quan đó. Nếu kiếm không được thì ta theo phép liên tưởng sau này của Mark Twain, một văn hào người Mỹ, nổi danh khắp thế giới. Ví dụ bạn khó nhớ được năm ý chính trong phần 2 bài Đạo Nhàn Văn Trong Thơ Việt Nam, coi trang 53, thì bạn cho một là cột. Rồi bạn vẽ hình một người đứng giữa cột ngắm mây nổi trên trời. Hình ảnh đó sẽ giúp bạn nhớ rằng ý thứ nhất là coi phú quý như mây nổi ở đời, không có gì đáng làm hết. Hai là nhai, bạn vẽ hình người đương nhai ăn uống trên một ngọn núi. Du lịch, ý 2A, bên cạnh có rượu, ý 2B, có bài thơ, ý 2C, có trà ý 2D, có cờ, ý 2E, có đàn, ý 2F, và một người ngủ, ý 2G. Ba, bà là la, la hét, bạn vẽ một người đương la, đồ làm biến. La cặp bò kéo cày và tụi học trò, ý 3B. Bốn, bốn là trốn, bạn vẽ một người trốn đời, nhưng vừa chạy trốn, ý 4A, vừa quay lại ngó, ý 4B. Năm, năm là xa xăm, bạn vẽ một người đứng ở trên cao cách xa những người khác, có vẻ khoáng đạt như một tiên ông, ý 5. Khi cụ thể hóa những ý tưởng đó rồi và tìm liên quan giữa các con số và các ý, như số một bạn làm liên tưởng tới cột, số 2 liên tưởng tới nhai cùng vần với nhau thì bạn nhớ liền. Phương pháp ấy có vẻ kỳ cục, nhưng càng buồn cười lại càng dễ nhớ.
Tôi áp dụng nó vào đầu đề đạo nhàn trong văn thơ Việt Nam để làm thí dụ, chứ thiệt ra những ý trong dàn bài liên lạc rất tự nhiên với nhau, không cần dùng thuật ký ức ấy mới nhớ được. Vả lại như tôi đã nói ở cuối phụ lục trong cuốn Kim chỉ nam của học sinh, chỉ khi nào bần cùng bất đắc dĩ mới nên dùng thuật ký ức. Nó đã không luyện trí nhớ và óc suy xét của ta, mà còn bắt ta nhớ nhiều cái vô lý nữa. Coi lại nhiều lần, sau cùng muốn nhớ lâu phải coi lại, đọc lại nhiều lần, mà muốn luyện ký tính cũng không có cách nào hơn là tập nhiều lần. Các cụ hồi xưa ký tính mạnh hơn ta rất nhiều, thuộc lòng tứ thư, ngũ kinh, bắc sử, vài pho sách khác nữa và rất nhiều thơ phú. Hầu hết các ông tú, ông cử chỉ đọc qua một lần đôi câu đối mà 20-30 năm sau còn nhớ không sai một chữ. Có phải tại các cụ thông minh hơn chúng ta không? Chưa chắc, các cụ tập học thuộc lòng, chuyên luyện ký tính từ hồi nhỏ, cho nên ký tính của các cụ phát đạt hơn ta đó thôi. Tuy vậy, có luật sau này ta nên nhớ, học làm nhiều lần, mỗi lần 10 phút, mau nhớ và nhớ lâu hơn là học một lúc trong vài 3 giờ liên tiếp. Giáo sư Emin Hou đã thí nghiệm điều ấy. Ông cho sinh viên học một bản toàn những tiếng vô nghĩa khó nhớ, và ông nhận thấy rằng cho học làm nhiều lần trong 3 ngày, mỗi lần đọc vài lượt thôi thì chỉ 38 lượt là họ nhớ được nhiều bằng đọc đi đọc lại 68 lượt luôn một lúc. Vậy mỗi ngày, sáng, trưa và tối, khi sắp đi ngủ, bạn nên coi lại dàn bài vào 5 phút trước khi lên diễn đàn. Bạn coi qua một lần nữa, như thế bạn sẽ không quên những ý quan trọng và có thể không cần dùng tới bản tóm tắt các ý chính. Nếu rủi trong khi diễn mà quên, bạn có thể dùng kế hoãn binh, ngừng một chút, cầm ly nước, uống xong rồi mà vẫn chưa nhớ ra và hỏi thính giả nào ngồi xa, quý ông nghe rõ không? Thính giả đáp rồi mà bạn vẫn chưa nhớ thì đành phải bịa vậy. Ví dụ bạn vừa nói xong câu, mỗi chúng ta phải hoài bão một lý tưởng, rồi bỗng nhiên bạn quên câu sau thì bạn tiếp. Lý tưởng là gì? Là ... cho tới khi nào bạn nhớ được ý muốn diễn thì thôi. Lúc đó là lúc bạn phải dùng tới tài ứng khẩu, nhưng cách ấy nguy hiểm lắm, nó đưa ta mỗi lúc một xa đầu đề, không biết bờ bến nào nữa. Cho nên những ý nào bạn sợ sẽ quên thì chép lên một miếng giấy rồi giấu sau chiếc nón là hơn cả. Tóm tắt chương 2 phần 2. Thứ nhất, khi đã làm xong dàn bài đầy đủ rồi nên soạn bài bằng miệng giữa cảnh thiên nhiên. 2. Lặp đi lặp lại bài diễn văn trong khi đợi xe, rửa mặt hoặc tắm, lặp lại lớn tiếng trong phòng riêng. 3. Ráng đừng viết cả bài diễn văn ra, nếu phải viết thì đừng học thuộc lòng. 4. Bất đắc dĩ mới chép những ý dễ quên lên một miếng giấy, rồi giấu sau chiếc nón đặt trên bàn. 5. Muốn nhớ lâu phải tập chú ý và nhận xét, kiếm liên lạc giữa các ý và dùng cách liên tưởng của Matren, học làm nhiều lần, mỗi lần độ 10-15 phút thôi. 6. Trong khi diễn, rủi quên một đoạn thì dùng lối hoãn binh, uống nước, hỏi một thính giả hoặc lấy một tiếng trong câu cuối mà bịa ra một câu khác. Dù câu này không thiệt hợp với vấn đề cũng còn hơn đứng trơ trơ, hoảng hốt và lúng túng. Chương 3, đoạn mở. Khéo mở và khéo kết, còn đoạn giữa nhồi gì vào cũng được. Victor Murdoch. Đoạn mở quan trọng nhất. Đoạn mở quan trọng, vậy cho nên khó nhất. Phần đông thính giả chưa biết bạn nên tò mò dò xét bạn trong những phút đầu tiên. Bạn phải làm cho họ có thiện cảm ngay mới được. Nếu hết đoạn mở rồi mà giữa thính giả và bạn vẫn chưa có sự liên lạc tinh thần, sau đó sẽ khó hấp dẫn họ lắm. Bởi vậy tác giả nào cũng khuyên nên chú ý vào đoạn mở. Không có phương pháp nào nhất định để mở một bài diễn văn hoặc một bài luận hết. Tùy đầu đề cũng có, tùy tài của từng người cũng có, lắm lúc phải tùy tâm lý của thính giả nữa. Đứng trước một tình thế nghiêm trọng chẳng hạn, thính giả nóng nảy muốn biết ý kiến của diễn giả, bạn phải hăng hái nhảy ngay vào đề một cách rất đột ngột, có khi nên vui vẻ ung dung nhập đề, có khi giọng cao kỳ như trong những bài diễn văn của Boswell lại được người thưởng thức, có khi lại phải lần lần dẫn dụ thính giả cho họ quen với quan niệm của ta đã. Lung khởi. Nhưng nói chung thì chỉ có hai cách, lung khởi và trực khởi. Lung là cái lồng, lung khởi là dùng một đoạn bao quát cả vấn đề, như úp cái lồng lên con chim vậy, rồi thu lại để chuyển vào đề, như trong 6 câu đầu của truyện Kiều. Trăm năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mạng, khéo là ghét nhau, trải qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Lạ gì bỉ sắc tư phong, trời xanh quen thói má hồng đánh ghen. Nguyễn Du nói rộng về luật tài mệnh tương đố, nội dung hai câu, cảo thơm lần dở trước đèn, phong tình cổ lục còn truyền sử xanh, để chuyển vào truyện. Hoặc đoạn mở sau này trong bài, tựa tập thơ của Mai Thánh Du do Âu Dương Tu đề. Tôi nghe người đời nói, thi nhân ít người thành đạt, mà nhiều khốn cùng, há thiệt phải như vậy ư? Bởi vì những bài thơ được truyền tụng thì phần nhiều là của những người xưa khốn khổ làm ra. Phàm kẻ sĩ có điều gì uẩn súc mà không đem thi hành được ở đời đều muốn phóng lãng ở ngoài cảnh gò núi sông bến, ngắm sâu, cá, thảo mộc, gió, mây, diều, thú, thường xét cái kỳ quái của những vật ấy, trong lòng lại uất tích những ưu tư,
căm phẫn mới phát ra lời oán hận, phúng thích để than thở cho những kẻ kỳ thần, kẻ bề tôi bị lưu đày, quả phụ mà tả những cái khó nói của nhân tình. Vậy đời càng khốn thì thơ lại càng hay, không phải là thơ làm cho người ta khốn cùng, chính vì có khốn cùng rồi thơ mới hay. Trong đoạn mở ấy, tác giả bàn chung về các thi nhân, họ có khổ thì thơ mới hay, rồi đoạn sau ông mới xét tới đời Long Đong và thi tài của Mai Thánh Du. Ta nhận thấy rằng các cụ hồi xưa rất ưa dùng lối ấy, hầu hết những truyện của ta như Hoa Tiên, Kiều, Lục Vân Tiên đều áp dụng cách lung khởi cả. Trực khởi, trực là ngay thẳng, trực khởi là vào thẳng ngay đầu đề như đoạn mở sau này trong bài A Phòng Cung Phủ của Đỗ Mục. Sáu vua đã mất, bốn bể thống nhất, núi xứ thục sập, cung A Phòng xuất. Ý muốn nói, sáu nước là Tề, Sở, Hàn, Triệu, Yên, Ngụy đã bị diệt. Nhà Tần thống nhất được bốn bể, bèn cho đốn hết cây xứ Ba Thục về xây dựng cung A Phòng. Trong nguyên văn chỉ có 12 chữ, Lục Vương Tất, Tứ Hải Nhất, Thục Sơn Ngật, A Phòng xuất, mà tác giả kể rõ được cung A Phòng xuất hiện từ đâu, rồi đoạn sau Đỗ Mục tả ngay cung ấy. Trong bài Một Thông Điệp Gọi Cho Gracia, coi phần phụ lục, ông Albert Hubbard cũng dùng lối trực khởi, ông kể ngay chuyện người mang thông điệp cho Gracia. Ta có thể nói rằng hầu hết các nhân văn và diễn giả ở Âu Mỹ bây giờ đều thích lối ấy. Những điều nên tránh, A, lung khởi hay trực khởi đều có chỗ hay riêng, lung có vẻ tài hoa, trực có vẻ mạnh mẽ. Nhưng lung khởi mà không quá khéo thường nhạt nhẽo hoặc đưa diễn giả đi xa đầu đề quá, lối ấy không hợp thời nữa. Điều kiện sinh hoạt đã thay đổi, văn minh cơ khí đã làm cho đời ta ồn ào, ồ ạt hơn xưa rất nhiều, cho nên phần đông chúng ta bây giờ không muốn diễn giả cà kê một hồi lâu rồi mới nhập đề. Chúng ta muốn được đưa ra về trước giờ đã định và rất sợ diễn giả giữ lại thêm 10 phút nữa, làm trễ công việc hay cuộc hẹn hò của ta. Vì vậy, khi diễn giả nói lâu quá mà chưa vào đề thì chẳng những ta chán nản mà còn lo lắng tự nhủ. Thôi ông ơi, nói gì thì nói phát đi, chúng tôi còn trăm công nghìn việc, đừng làm mất thì giờ của chúng tôi. Và khi thính giả có cảm tưởng diễn giả làm mất thì giờ của mình, thì dù lời bài diễn văn có đẹp, ý có mới, cũng hoàn toàn thất bại. Vậy bạn nên tránh lối lung khởi. B. Sau một bữa tiệc, nếu bạn phải đứng dậy nói ít lời, thì nên có giọng khôi hài để giúp sự tiêu hóa của khách tiệc. Nhưng xin nhớ điều này, làm cho thính giả cảm động thì dễ, làm cho họ nở một nụ cười là điều khó. Chỉ vụng về một chút là câu chuyện hóa vô duyên, nhạt như bã mía. Và bạn đừng tưởng hễ câu chuyện buồn cười thì khi kể lại, thính giả sẽ phải cười đâu. Chính cách kể mới làm cho người nghe ôm bụng mà cười. Như đoạn sau này tôi đã thử đọc lên, chẳng làm cho ai mỉm cười được hết. Vậy mà một học sinh người Trung Quốc đã khéo kể đến nỗi thính giả cười vang cả phòng. Chúng tôi dạy nghệ sĩ như ông chủ gà dạy gà chọi, hoặc nhà triệu phú dạy ngựa đua vậy. Chúng tôi nuôi họ một cách đặc biệt, chở họ trong những chuyến xe đặc biệt. Chúng tôi la hét vì họ, đánh cá với nhau vì họ, khóc lóc vì họ, nâng niu họ, đấm bóp cho họ, bỏ mùng rồi tắt đèn cho họ. Và những khi họ hơi khó ở là chúng tôi lăn xăng lo lắng thuốc thang cầu trời khấn Phật cho họ. Vậy nếu bạn được trời ban riêng cho cái tài khôi hài thì hãy dùng nó. Và đi đâu bạn cũng sẽ được thính giả mê man nghe bạn. Nếu không xin chớ khôi hài, đừng uổng công thử, bạn sẽ chắc chắn thất bại đấy. Vả lại một chút hài hước thì nên, nhiều quá sẽ hóa nhạt. C. Trên kia tôi đã nói lời mở cao kỳ có khi được thính giả thưởng thức. Nhưng nếu không có thiên tài như Boswell và không gặp những đầu đề trang nghiêm như dừng dùng lối ấy, nó khó vô cùng. Nếu đoạn mở rất cao kỳ mà những đoạn sau lại bình thường quá, bài diễn văn sẽ hóa ra rỗng tuếch và biến thành một câu chuyện đầu voi đuôi chuột. Thời buổi này người ta ưa giản dị và tự nhiên. D. Và người ta cũng không thích lối nhũng nhặn giả dối. Xin bạn đừng bao giờ mở đầu như vậy. Tôi xin lỗi quý bà, quý cô và quý ông. Tôi nói rất vụng về, chưa lần nào bước lên diễn đàn hết. Công việc của tôi lại bề bộn, không đủ thì giờ nghiên cứu kỹ lưỡng, mà hôm nay dám đường đột bàn về một vấn đề quan trọng, không khỏi có nhiều sơ sót. Xin quý bà, quý cô và quý ông trọng lòng lượng thứ trước cho. Chú thích: xin các bạn để ý, lời đó là lời giả nhũng, còn lời ở cuối trang 29 là lời thú thực, khác nhau xa. Đoạn mở ấy chẳng những vô ích mà còn làm cho thính giả chán ngán ngay từ phút đầu nữa. Nếu bạn tự xét còn vụng về thì thôi, có ai bắt bạn nói đâu. Còn nếu bạn có một hoài bão cần phải thổ lộ, một ý tưởng cần phải bênh vực, thì nói phắt ngay đi, giả nhũng làm chi vậy. Những lối theo nên, có hai quy tắc mà hiện nay hầu hết các diễn giả có tài đều áp dụng là: vô ngay đầu đề, nói sao cho thính giả có cảm tình với mình ngay và chú ý nghe tiếp. Muốn vậy, bạn có thể: A. Mở đầu bằng một câu chuyện như trong bài Hàng Mẫu Kim Cương của H. Conwell, coi phần phụ lục. B. Dẫn lời một doanh nhân như nói về Nguyễn Khuyến, bạn có thể mở đầu như vậy.
Khổng Tử nói, trong lúc nước hữu đạo mà ta nghèo và hèn thì đáng nhục, trong lúc nước vô đạo mà ta giàu và sang cũng đáng nhục. Ban hữu đạo, bẩn thả, tiện yên, sĩ giả. Ban vô đạo, phú thả, quý yên, sĩ giả. Ta có thể nói suốt đời Nguyễn Khuyến theo đúng câu ấy. C. Đặt một câu hỏi, ví dụ cũng nói về Nguyễn Khuyến, bạn hỏi thính giả, các bạn có biết thi nhân Việt Nam có mấy người bị đuôi không? Bạn ngừng một chút rồi tự trả lời, tôi biết có hai, một người vì quá khóc mà hóa đuôi, một người vì không muốn trông thấy quốc gia bị xâm chiếm mà tự làm đuôi, đuôi vì thương mẹ là Đồ Chiểu, đuôi vì thương nước là Nguyễn Khuyến. Hoặc bàn về những hủ tục của ta, bạn có thể mở đầu như sau, chú ý làm cho thính giả ngạc nhiên, các bạn có biết một làng nào mà hết thảy dân, từ ông tiên chỉ cho tới tên mỏ, từ ông bá hộ lúa thóc đầy bồ, đến tên cùng đinh áo quần tơi tả, đều đi ăn mày không? Họ hành khất không phải vì thiếu cơm gạo mà vì muốn cầu phước. Họ tin rằng năm nào không hành khất một vài ngày thì quanh năm làm ăn sẽ lụng bại. Thật các bạn không ngờ ở thời buổi văn minh này lại còn những hủ tục như vậy phải không? Nhưng chưa lấy làm gì lạ, còn những hủ tục tệ hơn thế nữa. D. Bạn lại có thể gợi tính tò mò của thính giả. Xin bạn đọc đoạn mở sau này của Howell Healy mà Dale Carnegie đã chép lại trong cuốn Public Speaking and Influencing Men in Business. Tôi chắc chắn bạn sẽ phải chú ý ngay từ những tiếng đầu. 82 năm trước, cũng vào tháng này, ở London xuất bản một cuốn sách nhỏ in một truyện ngắn sau này trở nên bất hủ. Nhiều người cho rằng nó là một cuốn nổi danh thế giới. Khi nó mới ra mắt độc giả, bạn bè gặp nhau ở đường Strand hoặc đường Pullman đều hỏi nhau, anh đã đọc nó chưa? Và câu đáp luôn luôn là, có, nhờ trời tôi đã đọc. Nội ngày đầu tiên người ta bán được 1.000 cuốn, 2 tuần sau bán được 15.000 cuốn. Từ đó tới nay người ta tái bản không biết bao nhiêu lần và dịch ra đủ thứ tiếng trên thế giới. Mấy năm trước, ông J.P. Morgan mua lại bản thảo viết tay với một số tiền vĩ đại. Bây giờ, bản đó nằm chung với những bảo vật vô giá khác trong phòng triển lãm những nghệ thuật phẩm mà ông gọi là thư viện của ông. Cuốn sách nổi tiếng khắp thế giới ấy là cuốn gì? Là cuốn Christmas Carol của Charles Dickens. Bạn thử so sánh đoạn mở sau này với những tiểu sử khô khan của Nguyễn Khuyến mà bạn thường đọc, sẽ thấy khác nhau ra sao? Cách đây trên nửa thế kỷ, tại một làng nọ ở tỉnh Hà Nam, trong một ngôi nhà ba gian, một bà già và hai người con trai đứng chung quanh một ông lão tóc bạc râu dài, màn đóng gần kín mắt. Người con trai lớn hai tay bưng một chén thuốc mời cha uống. Thưa thầy, thuốc con đã sắc xong, xin mời thầy uống. Cụ lang cam đoan chỉ chừng vài thang là mắt thầy sẽ sáng lại. Ông lão chậm chậm đáp, giọng buồn vô hạn. Các con có thương thầy thì để cho thầy mù, càng tỏ bao nhiêu càng phải trông những nỗi gai mắt, là càng đau lòng bấy nhiêu. Thôi đổ thuốc đi, thầy không uống đâu. Bà lão năn nỉ, thầy nó uống đi, để mang tật như vậy, mẹ con tôi làm sao vui lòng được. Người con thứ cũng sụt sùi xin ông uống thuốc, nhưng ông vẫn lạnh lùng. Uống làm gì, để thấy cảnh đau lòng mà chịu bó tay ư, cho thêm thẹn cái thân già này ư. Mẹ con bày đổ thuốc đi, tao không uống đâu, đừng lè nhè bên tai tao nữa. Biết chí ông đã quyết, cả ba người lủi thủi chùi lệ bước ra. Ông già chán nản tới bực ấy là Nguyễn Khuyến. C. Mở đầu bằng một điệu bộ khác thường. Trong cuốn Public Speaking, ông CCU kể chuyện một sinh viên của ông một lần bước lên diễn đàn đứng yên lặng trong vài giây, rồi chẳng nói chẳng rằng, đưa tay phải lên ngang vai, từ từ lật ngửa bàn tay, rồi úp xuống như tập thể dục buổi sáng vậy. Cả phòng mỉm cười, chàng vẫn điềm nhiên đều đều làm cử động ấy trong khoảng 10 phút. Ai nấy đều cười rộ lên, thình lình chàng thôi không làm nữa rồi nói dằn từng tiếng. Thưa các bạn có nhận thấy đó là vấn đề hiện thời của nước ta không? Hàng ngàn người lao động trong những xưởng của chúng ta đương cử động như tôi mới làm, suốt ngày đêm, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác. Tôi mới thử trong mấy phút, các bạn đã phá lên cười. Họ làm suốt đời như vậy, có khác chi cái máy không? Vậy mà không ai cười, và chúng ta cũng không làm gì để giúp họ thoát cảnh nô lệ cho máy móc. Đó chính là một vấn đề khẩn cấp mà xã hội chúng ta cần giải quyết vậy. Rồi chàng tiếp tục thả cảnh khổ sở của thợ thuyền trong các nhà máy. Lối mở đầu như thế rất mới mẻ, làm cho ai cũng phải đặc biệt chú ý tới. Tuy vậy, chỉ nên tùy trường hợp mà áp dụng, không thể nêu lên làm quy tắc được. Có khi không cần tới điệu bộ, chỉ một đoạn văn cũng làm cho thính giả ngạc nhiên. Nếu ta biết trình bày một sự thật dưới một hình thức mới mẻ, cái gì mới mẻ cũng làm cho người chú ý tới liền. Tóm tắt chương 3 phần 2. Thứ nhất, bạn phải làm cho thính giả chú ý tới bạn, có thiện cảm với bạn ngay trong đoạn mở. Thứ hai, có hai lối mở, lung khởi và trực khởi, lối sau hợp với thời đại cơ khí hiện tại. Ba, những điều nên tránh, nếu bạn không có tài khôi hài thì đừng ráng làm cho thính giả cười, bạn sẽ thất bại. Đừng dùng lời lẽ cao kỳ để vào đề, đừng mở đầu bằng một lời xin lỗi giả dối. 4. Những lối nên theo, mở đầu bằng một câu chuyện, dẫn lời một danh nhân, đặt một câu hỏi.
gợi tánh tò mò của thính giả, là một điệu bộ gì khác thường hoặc trình bày sự thực dưới một hình thức rất mới mẻ. Chương 4, đoạn giữa, diễn giảng là ráng làm sống lại một đầu đề. Brené Benjamin, tình cảm làm cho ta rất hùng hồn. Winty Lyon. Công dụng của đoạn giữa, mỗi đoạn có một công dụng riêng. Trong đoạn mở, bạn tự giới thiệu một cách gián tiếp tài nói của bạn. Bạn phải làm sao thính giả chú ý ngay tới bạn, ham nghe câu chuyện của bạn. Vậy lời lẽ phải gọt đẽo, ý tứ phải tân kỳ, nhưng vẫn tự nhiên. Đoạn giữa dài nhất sẽ đưa bạn tới mục đích, hoặc thuyết phục người nghe, hoặc gây trong đầu óc, tâm hồn họ một ấn tượng, một cảm tưởng gì, cho nên bạn nhồi gì vào đó cũng được. Như Victor Murdoch đã khuyên, ông nói quá như vậy để nhắc ta phải đặc biệt chú ý tới đoạn mở và đoạn kết. Sự thật, đoạn giữa cũng quan trọng ngang với những đoạn khác. Thính giả không có thì giờ suy nghĩ. Thính giả khác độc giả ở chỗ có ít thì giờ suy nghĩ, còn phải luôn luôn theo dòng tư tưởng của bạn, không thể ngừng lại để tìm hiểu những ý bạn đương diễn hoặc ôm lại những ý đã phô bày ở đoạn trên. Như vậy có lợi mà cũng có hại cho diễn giả. Lợi ở chỗ thính giả không kịp suy xét, cho nên dễ bị lôi cuốn. Chỉ cần có chút tài nói và những cảm tình chân thật, một tấm lòng hăng hái là được thính giả tin và theo, dù chỉ trong một phút. Ra khỏi phòng họ có thể suy nghĩ và bình tâm phê bình những ý của bạn được. Hại ở chỗ nếu lời không sáng sủa, rõ ràng, ý tứ không liên lạc tự nhiên, thì người ta sẽ không hiểu được bạn muốn nói gì. Và hễ đã không hiểu một đoạn nào, thì những đoạn sau dù có hay người ta cũng không muốn nghe nữa. Như vậy bạn làm sao thuyết phục họ được? Nhất là nói trước quần chúng, hạng người ít học, ít suy nghĩ, lời lẽ càng bóng bẩy trừu tượng bao nhiêu, càng khó hiểu bấy nhiêu và họ càng chán bấy nhiêu. Các chính trị gia hiểu rõ điều ấy lắm, nên lời lẽ của họ rất thông thường mà lôi cuốn được đám đông. Còn các thạc sĩ, bác sĩ, lời lẽ rất chạy chuốt lại không được hoan nghênh, mặc dầu diễn văn của họ đang lên báo in trong sách, được phái trí thức rất thưởng thức. Cụ thể hóa những cái trừu tượng. Vậy điều kiện cốt yếu là phải sáng sủa gấp 3 một bài luận văn viết trên giấy. Mà muốn sáng sủa, xin bạn đừng lý thuyết nhiều quá và phải ráng cụ thể hóa những cái trừu tượng. Đừng nói hy sinh cho tổ quốc mà nói xả thân trên bãi chiến trường. Đừng nói tánh kiêu căng mà nói tánh coi người như cỏ rác, coi người bằng nửa con mắt. Đừng nói người ấy lễ độ mà nói lời lẽ người ấy nhũng nhặn, cử chỉ hòa nhã, gặp ai cũng vui vẻ chào hỏi. Vài phép lý luận. Tuy vậy nhiều khi cũng phải lý luận. Dưới đây tôi xin nhắc lại vài lối lý luận thông thường để các bạn tùy cơ dùng tới. A. Phép tam đoạn, tức là phép rất thường dùng trong môn toán học. Chắc các bạn còn nhớ định lý hệ A và B đều bằng C thì A và B cũng bằng nhau. Ví dụ làm người A thì ai cũng phải chết. B. Tôi C là người A, vậy tôi C sẽ chết B. Nghĩa là A bằng B, A bằng C, vậy C bằng B. Ta đưa ra một chân lý chung, làm người thì ai cũng phải chết, đoạn thứ nhất, rồi đưa ra một chân lý riêng, tôi là người, đoạn thứ nhì, và kết luận rằng chân lý chung áp dụng vào trường hợp riêng đó được, vậy tôi sẽ chết, đoạn thứ ba. Hết thảy có ba đoạn, cho nên kêu là tam đoạn luận. Phép tam đoạn luận có một sức thuyết phục rất mạnh, ta nên thường dùng nó, miễn đừng quên rằng chân lý chung tức đoạn đầu có đúng, thì lý luận tức hai đoạn sau mới vững được. B. Phép quy nạp rất thường được dùng trong khoa học thực nghiệm. Phương pháp này ngược với phương pháp trên. Trong phép tam đoạn luận, ta dùng một chân lý chung để chứng minh một chân lý riêng, hẹp. Trong phép quy nạp, ta đi từ những chân lý riêng, hẹp để tìm ra một chân lý chung rộng. Ví dụ, tôi thấy người đương thời hễ có sinh thì có tử. Người Việt, người Pháp, người Mỹ, người Đức, ở đâu cũng vậy hết. Thời này như vậy mà thời xưa cũng vậy. Và tôi kết luận rằng hễ làm người thì phải chết. Phép này cũng rất thường dùng trong khoa nói, khéo dùng nó diễn giả hóa hùng hồn ngay mỗi một chân lý riêng có thể diễn thành một đoạn được. Đoạn này đối với đoạn kia, cần xứng nhau, rất dễ lôi cuốn thính giả. C. Phép liên đoạn, ta sắp những xét đoán của ta thành một chuỗi, cứ kết thúc của xét đoán thứ nhất thành tiền đề của xét đoán thứ nhì, kết thúc của xét đoán thứ nhì thành tiền đề của xét đoán thứ ba, vân vân. Ví dụ, ai không nghi ngờ gì hết, A thì không tìm tòi để hiểu B, ai không tìm tòi để hiểu B thì không thấy gì hết C. Không thấy gì hết C thì không biết gì hết, có mắt như đuôi. D. Vậy ai không nghi ngờ gì hết D thì là người đuôi D. Tóm lại A bằng B 1, B bằng C 2, C bằng D 3. Vậy A bằng D, B là kết thúc của xét đoán thứ nhất, thành ra tiền đề của xét đoán thứ nhì. Văn sĩ Jules Renard dùng phép liên đoạn luận mà nói đùa một cách rất lý thú như sau. Nếu tôi có tài thì người ta bắt chước tôi. Nếu người ta bắt chước tôi, văn của tôi sẽ thành một mốt. Nếu đã thành một mốt, có lúc người ta sẽ bỏ mốt ấy mà thêm mốt mới khác, nghĩa là chán văn của tôi. Vậy thà không có tài còn hơn.
D. Phép song quan. Phép này rất công hiệu, nhất là khi bạn muốn bác lý luận của ai, dồn họ vào chỗ bí, không lối ra nữa. Muốn chứng minh một điều gì là đúng hoặc tốt, bạn chứng minh rằng điều trái với điều ấy xét về mọi phương diện đều không thể có được hoặc xấu xa. Ví dụ bạn muốn khuyên người không nên học đánh bạc, bạn có thể lý luận như vậy. Nếu ta tập đánh bạc thì một là ta phải chống cự với máu cờ bạc, hai là ta phải để cho nó sai khiến ta. Chống với nó ta sẽ khổ sở lắm, ta luôn luôn phải phấn đấu với ta. Còn để nó sai khiến, ta sẽ mất hết cả nhân phẩm của ta đi, cho nên đừng tập thói đó là hơn cả. E. Phép phản chứng. Phép này tương tự với phép trên, muốn chứng minh một điều gì là có lý thì bạn chứng minh rằng điều trái với điều đó hoàn toàn vô lý. Những người muốn chứng minh rằng có đấng tạo hóa thường dùng phép ấy mà nói, nếu không có đấng tạo hóa thì ai sinh ra thủy tổ loài người, loài vật, bảo là tự nhiên mà có thì vô lý, vì ở đời có cái gì tự nhiên mà sinh ra đâu. Chiếc đồng hồ không phải tự nhiên mà có, thân thể ta cũng không phải tự nhiên mà sinh ra, vậy thì tất nhiên phải có một đấng sanh ra vạn vật. Những lỗi nên tránh trong khi lý luận. Khi dùng những phép lý luận ấy, phải để ý đừng sa vào những lỗi sau này. A. Chưa định nghĩa đã lý luận. Biết bao người cãi nhau về đạo nho. Người thì khô cổ bên vực, kẻ thì lớn tiếng chỉ trích, người thì tôn sùng, kẻ thì mạt sát. Chỉ vì họ cho hai tiếng ấy những nghĩa khác nhau, kẻ thì cho là đạo của Khổng Tử, kẻ lại cho là lý thuyết của Tống Nho, kẻ lại chỉ nghĩ đến gốc, người chỉ xét đến ngọn. B. Định nghĩa sai rồi lý luận. Ví dụ có người nói đạo Nho là đạo chủ trương sự tôn ti trật tự, thời buổi này ai cũng bình đẳng hết, vậy đạo Nho không còn hợp thời. Nhưng đạo Nho nào phải chỉ chủ trương có điều ấy, đạo Nho còn dạy nhiều nhân thứ, phép tùy thời, lẽ trung dung nữa, vậy chưa chắc đạo ấy hoàn toàn không hợp thời. C. Lấy một trường hợp đặc biệt mà nói chung. Ví dụ ta mới thấy một người mọi nói dối mà vội kết rằng hết thảy giống mọi đều gian trá là rất sai. Tôi được tiếp xúc với nhiều người mọi, thấy phần đông họ chất phác, thành thật hơn những dân tộc văn minh nhiều lắm. D. Lầm về nguyên nhân. Một hôm ta ra ngõ gặp gái, tính toán việc gì cũng không thành. Ta đừng vội kết rằng ra ngõ gặp gái là một sự xui xẻo. Sự ấy chưa hẳn đã là nguyên nhân những thất bại của ta hôm ấy. Nhiều khi hai việc xảy ra trước sau nhau mà không có liên quan nhân quả gì với nhau hết. E. Lầm nguyên nhân với kết quả. Có nhiều học sinh học lực còn kém, không hiểu được bài nên chán nản xin làm biếng. Thầy học hoặc phụ huynh đừng vội đổ oan cho các em ấy rằng làm biếng nên không hiểu được bài. Như vậy là lấy quả làm nhân. F. Cái vòng lẫn quẩn. Đáng lẽ phải chứng minh cả hai chân lý thì ta lại dùng chân lý này để chứng minh chân lý kia, rồi lại dùng chân lý kia để chứng minh lại chân lý này. Như vậy là mắc vào vòng lẫn quẩn. Ví dụ muốn chứng minh rằng vị X là một ông thánh, bạn nói nếu vị X không phải là một ông thánh thì sao lại có những phép màu này nọ được. Nhưng tới khi người ta bảo bạn chứng minh rằng vị X làm được những phép màu ấy, thì bạn lại đáp rằng vị X tất nhiên phải làm được những phép màu ấy, vì ngài là một ông thánh kia mà, phép gì mà làm không được. Bác quan niệm của người ra sao? Khi bên vực quan niệm của bạn, bạn nên soi gương ông Charles Darwin mà đoán trước những chỉ trích của thính giả để tìm lời bác những chỉ trích ấy. Ông là một nhà tự nhiên học người Anh, nổi danh khắp toàn cầu. Ông đã bỏ 15 năm để viết cuốn Bất Hủ, bàn về nguồn gốc của các loài. Khi viết xong, ông biết tư tưởng của ông sẽ làm xáo trộn cả những nhận định tuy sai lầm nhưng đã sẵn có từ trước, và vậy sẽ có rất nhiều người không công nhận thuyết mới của ông. Ông bèn bỏ ra 15 năm nữa để tưởng tượng hết những lời chỉ trích của độc giả, và ông đánh đổ trước những lời chỉ trích ấy. Muốn bác lý luận của kẻ khác, bạn xét xem người đó có dùng một trong 6 lối lý luận tôi đã kể trên không. Có khi bạn nên tạm nhận lý luận của họ là đúng, rồi chứng minh rằng nguyên tắc thì hay nhưng thực hành không được. Ví dụ bạn nói rằng phương pháp tổ chức theo khoa học hợp lý thật và rất công hiệu, nhưng ở nước ta còn thiếu cán bộ, phần đông các nhà doanh nghiệp cũng không có óc sáng suốt, cho nên chưa thể thực hành ngay vào hết các kỹ nghệ được. Nếu áp dụng hấp tấp quá, e người ta đã chẳng hiểu phương pháp mà còn chê nó nữa. Vậy trước hết phải viết sách để phổ thông đã, rồi lần lần thực hành trong từng ngành một. B. Muốn bác một sự kiện nào người khác đưa ra, bạn có thể chỉ cho họ thấy rằng tài liệu họ dùng đều sai hoặc không đáng tin, hoặc đã bị người ta cắt bớt, xuyên tạc. C. Muốn bác một thành kiến, bạn phải đánh vào tâm lý đối phương. Chẳng hạn một nhà trí thức nọ có thành kiến rằng những sách viết bằng Việt ngữ đều không có giá trị, không đáng đọc. Nhưng bạn biết ông ta thích thơ Pháp lắm, bạn ngâm một vài câu thơ mới chịu ảnh hưởng của thơ Pháp, như thơ của Xuân Diệu, rồi nhờ ông ta xét xem có giống một bài thơ nào của Pháp không, chắc chắn là ông ấy sẽ thích. Rồi bạn chỉ những đặc điểm của thơ Việt, như vậy chỉ trong nửa giờ là bạn làm thay đổi hẳn ý kiến của người đó được. D. Bác những lời mỉa mai. Phải có tài ăn nói, phải lanh trí mới bác được những lời mỉa mai. Nếu bạn không có tài ấy thì tôi khuyên bạn đừng làm thinh, người ta sẽ cho mình là ngu, không hiểu được lời mỉa mai. Bạn nên nhũng nhặn mỉm cười rồi lại tiếp tục giễu. Như vậy bạn tỏ ra rằng bạn hiểu đấy, nhưng lời chỉ trích ấy bạn chỉ coi như một lời nói đùa, không quan trọng.
Vài lối hành văn, khi biện bác bạn nên để những ý nào mạnh nhất về sau cùng. Muốn hạ ai, bạn phải làm cho người đó lúng túng dồn họ vào thế bí đã, rồi mới đem những đòn độc nhất đập họ một vố cuối cùng, cho họ ngoi lên không nổi. Những đoạn chuyển là những đoạn khó nhất. Chỉ cần đọc những câu chuyện trong truyện Thúy Kiều và truyện Lục Vân Tiên, bạn cũng thấy tài của hai thi sĩ hơn kém nhau rất xa. Nguyễn Du tả nàng Kiều sau buổi thanh minh về nhà nhớ Đạm Tiên và Kim Trọng, rồi đêm nằm mơ thấy Đạm Tiên, ra thơ đoạn trường, tỉnh dậy lo buồn ra sao. Tới đoạn sau, thi sĩ tả Kim Trọng tương tư Kiều và dùng hai câu này để chuyển. Cho hay là giống hữu tình, đố ai gỡ mối tơ mành cho xong. Còn trong Lục Vân Tiên, hầu hết những câu chuyện vụng về như hai câu dưới đây. Chuyện nàng sau hãy còn lâu, chuyện chàng xin kể từ đầu chép ra. Nàng là Nguyệt Nga và chàng là Lục Vân Tiên. Có tài như Nguyễn Đình Chiểu mà còn lúng túng trong những đoạn chuyển, huống hồ chúng ta. Muốn luyện lối chuyển, bạn nên đọc kỹ truyện Thúy Kiều. Chưa luyện được, bạn nên theo quy tắc sau này. Nếu lời chuyển tự nhiên hiện trong óc bạn thì dùng nó, nếu không thì thôi, đừng cố kiếm cho kỳ được. Ông Francis Quy Chassé khuyên ta, trong bài diễn giải không cần đoạn chuyển, khi bạn đã diễn hết một ý rồi thì cứ qua ý khác cũng như trong bữa cơm, ăn hết món trước thì tới món sau vậy. Nếu không có một dây liên lạc nào giữa ý kiến tiếp nhau thì đặt thêm một câu chuyển không tự nhiên vào làm chi. Khi nói, bạn phải để ý, đừng dùng những tế nhị, những tiểu xảo, những văn hoa giả hiệu đó. Những cái ấy không có giá trị gì hết mà cũng chẳng có ích lợi chi cả. Bạn cứ thẳng thắn nói, chúng ta đã xét xong vấn đề ấy, bây giờ đến vấn đề sau, nhưng tốt hơn là đừng nói gì hết. Chỉ nên ngừng một chút, cũng như khi viết ta xuống hàng vậy, rồi không cần báo trước, bỏ qua đoạn khác liền. Nếu trái lại, có một liên lạc giữa hai vấn đề thì bạn khỏi lo, không cần phải chỉ rõ sự liên lạc đó ra làm chi, đừng mất công bắt cầu giữa hai ý, vô ích. Trong một bài diễn văn, có khi phải dùng đủ các lối văn, tả cảnh, tả người, tả hành động, kể chuyện chứ không phải chỉ dùng riêng một lối bình luận. Vậy bạn cũng nên luyện đủ cả những lối ấy. Bạn nên đọc kỹ truyện Kiều, lựa và chép riêng ra những đoạn tả cảnh, tả tình, tả hành động, những đoạn kể chuyện, những đoạn lý luận, rồi phân tích tài nghệ của thi nhân về những văn nhân hiện đại. Bạn nên đọc những tác phẩm đã được Vũ Ngọc Phàn khen trong bộ Nhà văn hiện đại. Ông là một nhà phê bình thận trọng, không thiên vị, không ở trong một nhóm nào, nên lời bình phẩm của ông phần nhiều xác đáng cả. Khi tả cảnh, người hoặc vật, bạn chỉ nên tả sơ sài và chú ý hết vào những đặc điểm. Nếu tả dài quá, thính giả nghe mau chán lắm. Cũng là tả cảnh bốn bề mà Nguyễn Du chỉ dùng có 8 câu sau này. Buồn trong cửa bể chiều hôm, thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa. Buồn trong ngọn nước mới xa, hoa trôi mang mát biết là về đâu. Buồn trong nội cỏ dầu dầu, chân mây mặt đất một màu xanh xanh. Buồn trong gió cuốn mặt duền, ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi. Còn trong Chinh Phụ Ngâm thì dùng tới 20 câu. Trong Bến Nam, bãi che mặt nước, cỏ biết dâu mướt màu xanh. Nhà thôn mấy xóm trên, một đàn gò đậu trước gần chiều hôm. Trong Đường Bắc, đôi chòm quán khách, rườm rà cây xanh ngắt núi non. Lúa thành thoi thớp bên cùng, nghe thôi ngọc địch véo von bên lầu. Non đồng thấy lá hầu chất đóng, trĩ sập sè, mai cũng bẻ mai. Khói mù nghi ngút ngàn khơi, con chim bạc gió, lạc loài kêu thương. Lũng tay chảy nước đường uốn khúc, nhạc liên thông sóng dục thuyền câu. Ngàn thông chen chúc khóm lau, cách gần nào thấy người đâu đi về. Trong bốn bề chân trời mặt đất, lên xuống lầu thấm thoát đòi phen. Lớp mây ngừng mắt khôn nhìn, đâu nơi chinh chiến đâu miền ngọc quang. Xét về lời, cả hai đoạn đều đẹp, khó phân biệt hơn kém, nhưng tôi vẫn thích 8 câu của Tố Như Hân, không rườm rà rất rõ ràng. Đọc xong không những như trông thấy cảnh ở trước mắt mà còn có cảm tưởng buồn mênh mông, buồn hơn Chinh Phụ Ngâm nhiều. Một câu chuyện bao giờ cũng có 3 đoạn, đoạn mở, đoạn chính và đoạn kết. Muốn cho câu chuyện được thính giả ham mê, hồi hộp ngay từ đầu đến cuối, nóng lòng muốn biết kết quả ra sao thì phải biết sắp đặt những động tác cho sự tò mò của thính giả tăng lên lần lần cùng với hứng thú của câu chuyện. Khi hứng thú lên tới cực điểm rồi thì nên kết thúc ngay, đừng bắt thính giả đợi lâu quá. Vả lại đừng nên kể lể con cà con kê, kể càng ngắn càng hay, văn càng linh hoạt càng khéo. Bạn nên đọc những truyện Nằm Vả, Ma Đậu của Bùi Hiển, những truyện ngắn của Nguyễn Công Hoan và tập thư của bà De Chevigny. Lối tự sự dễ làm cho thính giả chăm chú nghe bạn, miễn là bạn nói có duyên một chút. Bạn càng lý luận bao nhiêu, họ càng nghi kỵ thủ thế bấy nhiêu, vì ai cũng có tâm lý bướng bỉnh, muốn giữ chặt lấy quan niệm, ý kiến của mình, dù biết rằng sai, còn kể một chuyện, nhất là chuyện lạ,
Có hứng thú thì ai cũng sẵn sàng nghe bạn, và bạn có thể mượn câu chuyện dẫn dụ thính giả, đưa họ tới đâu cũng được, tới nỗi họ nhận cả những ý trái ngược với thành kiến của họ nữa. Như trên tôi đã nói, những tác phẩm của Dale Carnegie sở dĩ bán rất chạy là trong đó tác giả ít lý luận mà kể chuyện rất có duyên. Tóm tắt chương 4 phần 2. Thứ nhất, lời lẽ phải sáng sủa, rõ ràng, phải có sự liên lạc tự nhiên giữa các ý, đừng lý thuyết nhiều quá. Hai, có nhiều phép lý luận, tam đoạn, quy nạp, liên đoạn, song quan, phản chứng, nhưng phải để ý, đừng, chưa định nghĩa rõ ràng đã lý luận, định nghĩa sai, lấy một trường hợp đặc biệt mà nói chung, lầm về nguyên nhân, lầm nguyên nhân với kết quả, vướng vào vòng lẩn quẩn. Ba, có nhiều cách bác kẻ khác, hoặc lý luận của họ, hoặc bác thành kiến của họ, bác sự kiện, tài liệu họ đưa ra, nhưng đừng bao giờ bác những lời mỉa mai hết. 4. Lý nào mạnh nhất diễn sau. 5. Trong bài diễn văn không cần có đoạn chuyển. 6. Phải luyện đủ các lối, tả cảnh, tả người, tả tình, tự sự, bình luận, vân vân. Chương 5. Đoạn kết. Trong hầu hết các trường hợp, bước đầu và bước cuối là những bước khó thành công nhất. Dale Carnegie. Phải soạn kỹ và học thuộc đoạn mở và đoạn kết thúc. Khi bạn ra mắt ai lần đầu, có phải lúc bạn mới gặp mặt và lúc từ biệt là những phút lúng túng khó khăn nhất không? Bạn giữ gìn từng cử chỉ, từng lời ăn tiếng nói để người ta có cảm tưởng tốt về bạn. Bất kỳ công việc nào cũng vậy, mà nhất là việc diễn thuyết, bạn càng phải để hết tâm trí vào đoạn mở và đoạn kết. Kết tức là gói ghém thắt buộc lại, đoạn kết là bước nhảy cuối cùng để tới đích. Diễn văn của bạn có làm cảm động lôi cuốn được thính giả hay không là nhờ nó. Sau khi ngồi nghe bạn nói suốt một giờ, phần đông thính giả chỉ nhớ những lời sau cùng của bạn và chỉ những cảm giác cuối cùng mới dễ khắc sâu vào óc họ. Vì vậy, đoạn kết phải đập mạnh vào trí và phải nhập sâu vào lòng họ. Trên kia tôi đã khuyên bạn nên soạn miệng bài diễn văn, đó là chỉ nói về đoạn giữa thôi. Trong đoạn ấy phải biết ứng khẩu, phải vừa nói vừa dò xét cảm tưởng của thính giả, rồi tùy theo đó mà lựa cách thay đổi bài diễn văn, rút ngắn lại hoặc kéo dài ra, hoặc bớt lý luận, thêm tỉ dụ, có khi phải đổi cả phương pháp lý luận. Nhưng về đoạn mở và đoạn kết thì bạn phải viết trước và học trước nữa, chỉ cần soạn một lối mở thôi, vì đoạn ấy có thể định trước được. Còn đoạn kết thì phải soạn trước vài ba lối để tùy cảm xúc tâm lý của khán giả mà dùng lối này hay lối khác. Những lỗi nên tránh, soạn nó ra sao, không có quy tắc nào nhất định. Khoa nói thiên biến vạn hóa, còn hơn phép làm văn nữa. Tuy vậy cũng có những lỗi nên tránh và những lối nên theo. Bạn phải tránh, a, đừng cho đoạn kết ngắn quá, có nhiều người kết cục ngủm như vậy. Tôi đã xét hết vấn đề rồi, vậy xin ngừng, lối ấy rất vụng về. Làm cho thính giả có cảm tưởng đứng trước một người chết khăn đóng bận áo gấm nhưng quần ngắn tới nửa ống cẳng và chân đi đất. B. Mà cũng đừng nên dài quá. Khi bạn bắt đầu vào đoạn kết, thường thường thính giả biết được liền, trừ phi bạn vụng về lắm thì không thể. Mà cũng nên dùng một trong những cách sau này: ngừng một chút sau khi nói hết đoạn giữa, rồi cao giọng lên hoặc nói chậm chậm khi vào đoạn kết, để cho họ biết rằng bài diễn văn sắp hết. Vậy họ biết trước rằng sắp hết rồi và sửa soạn ra về. Lúc ấy nếu bạn nói thêm giam ba câu có ý nghĩa thì rất nên. Chứ nếu bạn lại lè nhè kể lể dài dòng như một người đi đi lại lại hoài trước cửa mà không chịu ra cho, thì thính giả sẽ chán ngán, nóng ruột vô cùng và trách bạn làm mất thì giờ của họ, làm họ trễ bữa hoặc lỡ một cuộc hội họp. Nhất là nếu bạn lại ráng pha trò một cách vô duyên hoặc có cái giọng cảm động nhạt nhẽo thì thật tai hại cho bạn. Những quy tắc nên theo. Có hai quy tắc nên theo. A. Làm cho thính giả ra về mà còn tiếc, muốn được nghe nữa. Không phải là nói trong một giờ hay giờ rưỡi mà bài diễn văn của bạn có vẻ dài đâu. Dài hay không là do cảm tưởng của thính giả chứ không do thời gian. Vậy bạn phải dò xét thính giả, nhìn cặp mắt họ, nhận từng cử chỉ của họ. Nếu họ thắt lại chiếc cà vạt, hoặc liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, hoặc ngáp dài ngáp ngắn, uể oải ngã lưng vào ghế, thì bạn nên kết ngay đi và lựa lối kết nào ngắn nhất bạn đã soạn trước mà đọc lớn tiếng lên. B. Kết làm sao cho người đuôi nghe được cũng biết là hết. Dưới đây là một thí dụ trích trong một bài diễn văn của hoàng tử xứ Gaulis. Thưa các ngài, tôi vốn thận trọng và tôi sợ hôm nay đã quên mất đức ấy mà nói về tôi nhiều quá. Nhưng như vậy chính tôi muốn thưa để các ngài hay tôi đã có những cảm tưởng gì về địa vị và trách nhiệm của tôi. Tôi chỉ có thể hứa với các ngài rằng luôn luôn tôi sẽ ráng sống sao cho xứng với trách nhiệm lớn lao ấy và khỏi phụ lòng tin của các ngài. Tôi có thể nói hầu hết những lời diễn văn hay đều có lối kết như vậy. Vài lời kết. Dưới đây là vài lối kết bạn có thể tùy trường hợp mà áp dụng được. A. Tóm tắt ý trong bài. Tóm tắt là bỏ những chi tiết, chỉ kể những điều quan trọng thôi. Vậy không được đọc lại cả bài diễn văn từ đầu tới cuối. Tóm tắt càng gọn chừng nào càng hay chừng ấy. Nhưng gọn mà vẫn không được thiếu. Đoạn dưới đây có đủ hai điều kiện ấy.
Tóm lại, thưa quý ngài, phương pháp tổ chức công việc theo khoa học thiệt mầu nhiệm, nhờ nó mà năng lực sản xuất của loài người tăng lên gấp 10, gấp trăm, mà quy tắc không có chi lạ hết, chỉ cần chịu suy xét và có tấm lòng công bằng. Chịu suy xét là gặp mỗi việc gì cũng hỏi tại sao, rồi tìm cách cải thiện cái ấy. Có tấm lòng công bằng là trong khi tiếp xúc với người khác, hễ cái gì ta không muốn thì đừng bắt người ta chịu, cái gì ta muốn thì gắng làm cho người được. Như vậy không có sự xích mích mà người ta sẽ tận tâm giúp mình. Có hai đức ấy, tức là nắm được bí quyết của khoa tổ chức công việc theo khoa học vậy. Trong bài Hàng mẫu kim cương của ông Russell H. Conwell cũng dùng lối kết ấy nữa. Nếu các bạn quên hết những điều tôi đã nói tối nay thì ít nhất cũng xin nhớ lấy lời sau này của Bailey. Vì tuy chỉ có hai hàng nhưng nó chứa nhiều ý nghĩa hơn cả bài diễn văn của tôi. Người nào suy nghĩ nhiều nhất, có những tình cảm cao thượng nhất, khéo hành động nhất là người ấy thọ nhất. B. Kết bằng một lời khuyên về luân lý như đoạn cuối truyện Thúy Kiều. Ngẫm hay muôn sự tại thời, trời kia đã bắt làm người có thân. Bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao. Có đâu thiên vị người nào, chữ tài chữ mạng dồi dào cả hai. Có tài mà cậy chi tài, chữ tài liền với chữ tai một phần. Đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. C. Khuyến khích sự hoạt động. Một bài diễn văn hay là một bài làm cho thính giả cảm động và hăng hái hoạt động, chứ không phải là một lời lẽ bóng bẩy êm tai. Linh mục Marcellin, một nhà hùng biện Pháp hồi thế kỷ thứ 17, nói: một linh mục có tài giảng đạo, khi nào các tín đồ sau khi nghe giảng lặng lẽ ra khỏi nhà thờ và tự nhủ: tôi sẽ hành động như cha đã giảng. Ông có tài khêu gợi trí hoạt động của thính giả, cho nên nghe ông giảng đạo xong, vua Louis XIV khen: trẫm đã được nghe nhiều nhà hùng biện và đã thấy mến họ, nhưng khi trẫm nghe cha giảng bài thì trẫm thấy bất mãn về mọi hành vi của trẫm. Nghĩa là nhà vua nhận rằng nghe giảng xong, ngài muốn tu nhân sửa tính, muốn hăng hái hoạt động. Bạn phải ráng sao cho đoạn kết để một cảm tưởng như vậy trong đầu óc thính giả. Bạn thử đọc đoạn kết sau này trong bài Phi học giữ tố nhân, đi học và làm người của Lương Khải Siêu, viết cho các học sinh Trung Quốc xem có thấy nhiệt tâm tu tỉnh không. Này các bạn bây giờ có hoài nghi không? Có sầu muộn ngấm ngầm không? Có ai bi thống khổ không? Tôi xin thưa với các bạn hoài nghi, sầu muộn ngấm ngầm, chính các bạn không có trí thức mà hóa ra mê hoặc. Các bạn bi ai thống khổ, chính các bạn không có lòng nhân mà sinh ra lo lắng. Đó đều là do trí thức, tình cảm, ý lực của các bạn chưa được tu dưỡng, mài luyện, cho nên chưa thành người. Tôi mong các bạn có lòng thiết tha muốn tự giác rồi thì tự nhiên sẽ tự động. Ngoài trường học ra, tất còn nhiều cách học nữa. Đọc một quyển kinh, xét bộ sử, ở đâu cũng có thể kiếm ông thầy tốt được. D. Đặt vài câu hỏi để thính giả tự đáp. Trần Hành Chiết sau khi bàn về lẽ cần thích ứng với hoàn cảnh mà cũng có khi phải biết cải tạo hoàn cảnh nữa. Kết. Các bạn thanh niên bảo phải có hoàn cảnh tốt rồi mới nên thích ứng với nó. Nhưng hiện nay ở Trung Quốc có những hoàn cảnh nào là tốt? Liếc mắt ngó bốn bề, chỉ thấy những thế lực tàn ác lục trời, đầy đất, trùng trùng điệp điệp bao vây. Trong số các bạn, ai là người có cái dũng khí phản kháng những thế lực tàn ác ấy? Ai là người có cái quyết tâm cải tạo những hoàn cảnh ấy? Chú thích: đoạn này viết năm 1930. E. Phát một tương lai vui vẻ hoặc rực rỡ như đoạn kết bất hủ trong cuốn Chinh Phụ Ngâm: thiếp chẳng từng như người tô phụ, chàng chắc không như lũ lạc dương. Khi về giàu chẳng ấn vàng, trên khung cửa giám rẫy ruồng làm cao. Xin vì chàng xếp bào cỡ giáp, xin vì chàng vũ lớp phong sương, vì chàng tay chuốt chén vàng, vì chàng điểm phấn đeo hương não nùng. Mở khăn lệ chàng trong từng tấm, đọc thơ sầu chàng thấm từng câu, câu vui đối với câu sầu, rượu cà cùng kể trước sau một lời. Sẽ rót phơi lần lần từng chén, sẽ ca dần len lén từng thiên, liên ngâm đối ẩm đòi phen, cùng chàng lại kết mối duyên đến già. Cho bỏ lúc sầu xa cách nhớ, giữ gìn nhau vui thuở thanh bình, ngâm nga mong gửi chữ tình, những này âu hẳn tài lành trượng phu. Hoặc như câu bóng bẩy đẹp đẽ sau này trong đoạn kết bài Ngó lại dĩ vãng và nhìn về tương lai của Robert G. Ingerson, xem phụ lục: tôi thấy một giống người vô tật bệnh về thể chất cũng như tinh thần, đời sống được dài hơn, nỗi vui sâu hơn và ái tình trùm cả thế giới như một chiếc tàn, mà trên cao hơn hết, trên chớp đài thì ngôi sao hy vọng của loài người chói lọi đời đời kiếp kiếp. G. Sắp ý và lời cho hơi văn mỗi phút mỗi mạnh. Lối này rất hùng hồn nhưng cũng rất khó và không phải đầu đề nào cũng áp dụng được. Dưới đây tôi dịch đoạn kết của Lincoln trong bài nói về thác Niagara ở Mỹ. Thác đó gợi cả cái thời xưa, một thời xưa mơ hồ,
khi Columbo bắt đầu đi tìm châu Mỹ, khi Giê-xu chết trên thánh giá, khi Mô-xi dắt dân tộc Do Thái qua Hồng Hải, khi Adam xuất hiện, do tay Thượng Đế nặng nên, ở những thời đó thác Niagara cũng đã gầm lên như bây giờ rồi. Những loài khổng lồ ngày nay đã bị tiêu diệt, chỉ còn xương gầy gò đống ở châu Mỹ, thì thời đó chúng cũng đã mở rộng cặp mắt ra, như chúng ta bây giờ để nhìn ngọn thác hùng vĩ ấy. Tuy đồng thời với giống người thứ nhất, già hơn nữa là khác, mà thác Niagara vẫn trẻ, mạnh như hồi 10.000 năm về trước. Những con voi khổng lồ đã chết lâu tới nỗi bây giờ chúng ta chỉ chờ thấy những mảnh xương của chúng, mà biết rằng hồi xưa đã sống, cũng đã ngắm thác Niagara, cái thác mà trải qua một thời gian dài, gần như không tưởng tượng được ấy, vẫn chảy thao thao bất tuyệt, không bao giờ dừng, dù là chỉ ngừng trong một lúc, không bao giờ cạn, không bao giờ đông lại, không bao giờ nghỉ ngơi nữa. Mở rộng vấn đề, như những đợt sóng lan dần ra, hết đợt này tới đợt khác, lối văn này cũng như lối trên, rất hay nhưng cũng rất khó. Như đoạn kết bài Phú Cung A Phòng của Đỗ Mục sau này: than ôi, kẻ diệt lục quốc, không phải là tần mà là lục quốc vậy. Buồn thay, người lục quốc nếu biết yêu nhau thì đủ sức để chống cự với tần. Nếu tần lại yêu người lục quốc thì truyền từ ba đến vạn đời mà làm chủ thiên hạ, ai diệt tần được? Người nước tần không có thì giờ để thương cho họ, mà người đời sau than thở cho họ. Người đời sau than thở cho họ mà lại không biết lấy đó làm gương, khiến cho người đời sau nữa lại than thở cho người đời sau nữa. Hoặc như đoạn kết dưới đây trong cuốn Du Ký Đế Thiên Đế Thích: thành ăn cao thơm vuông 3.000 thước, hào rộng 100 thước, tường cao 8-9 thước, cổng cao hơn 7 thước. Thế thì binh khí hồi xưa sao phá nổi, có phải rút hết cao huyết, đục hết gân xương của người dân thổ mà xây lên nó không? Trách chi mà Đế Thiên Đế Thích chẳng mau thành phế tích như vậy? Trách chi mà dân Chiêm Thành chưa tới, người thổ đã bỏ công trình vĩ đại mà dời xuống Âu Trần? Nghĩ mà thương cho họ, mà cũng thương cho loài người nữa. Khắp từ đông qua tây, từ cổ đến kim, chỗ nào, thời nào, ta cũng thấy những phế tích của những kinh thành, lâu đài đánh dấu cái ngu xuẩn mênh mông vạn đại, bất dịch của loài người. Egypt, Athens, Rome, Carthage, Babylon, Đế Thiên Đế Thích, biết bao nhiêu tiếng sang sảng trong tâm hồn ta, nhắc cho ta biết bao cuộc thịnh suy, cuộc đổ máu, đốt phá, giết hại và sự tiêu diệt của biết bao quốc gia. Kẻ xây cất những lâu đài ấy đã là ngu, mà kẻ đốt phá còn ngu hơn nữa. Kẻ kia đã tốn bao nhiêu công của để tô điểm cho cảnh đa văn của tạo hóa, thì ta cứ bảo tồn đi, du ngoạn đi, đốt phá làm chi? Sống sau họ hàng trăm, hàng ngàn năm mà ngắm những cảnh của họ ngắm, đứng những chỗ họ đứng, nghe những tiếng họ nghe, đã không mất chút công khó nhọc mà có những cảm giác của họ, còn lại được cười cái ngu của họ, chẳng thú lắm ư? Người phương Tây biết bảo tồn những di tích tráng lệ thật là khôn hơn người phương Đông chúng ta nhiều. Y, thành thật khen mà đừng nịnh hót, như đoạn sau này trong bài phê bình Vũ Trọng Phụng của Vũ Ngọc Phan. Ông mỉa mai đời một cách cay độc, coi đời như một trò múa rối, và điều thú là ông biết chính mình ông cũng phải đóng một vai trò như tất cả mọi người. Về phần ông, Tấn Tuồng đã xong rồi, ông có thể hoàn toàn sung sướng vì cái vai trò về đường tri thức và tinh thần của ông. Tuy ông đóng không bền mà đã lỗi lạc hơn nhiều người múa mang từ lâu trên sân khấu. Chú thích: Vũ Trọng Phụng mất hồi 30 tuổi trước khi cuốn Nhà Văn Hiện Đại xuất bản. Đọc câu kết sau này trong bài Quản Án Liệt Truyện, Truyền Quản Trọng và Án Tử của Tư Mã Thiên: án tử nay mà còn thì tôi dù có cầm roi theo hầu cũng lấy làm hâm mộ lắm vậy. Bạn có thấy lời khen thành thực nồng nàn và có giọng cảm khái vô cùng không? Jay dẫn một bài hoặc vài câu thơ như đoạn cuối Give Yourself a Chance của Golden Byron. Tôi xin phép bạn mượn 4 câu thơ sau này của W.E. để kết luận: số ta chẳng định ư, tâm ta khiến ưu tư nổi gì, đường đời gai góc chi chi, cửa đền hẹp mấy rồi thì cũng vô. Tóm lại, thưa bạn, chính bạn phải tự tạo lấy vận may cho bạn. Mục ca: sau bữa tiệc, muốn cho thính giả vui vẻ để tiêu hóa các món ăn, người ta thường dùng một câu khôi hài để kết một câu chuyện vui. Nhưng như trên kia tôi đã dặn, nếu bạn không có biệt tài về lối ấy thì đừng nên thử. Chú thích: tôi nghĩ nên lấy nhiều thí dụ trong Việt văn hơn là trong những danh văn ngoại quốc, mà vì không kiếm được những bài diễn văn đặc sắc bằng tiếng Việt, cho nên trong chương này đành phải trích nhiều đoạn viết cho độc giả, chứ không phải cho thính giả. Tôi tưởng dù bài của bạn soạn để người khác đọc hay nghe, thì quy tắc hành văn cũng không thay đổi mấy. Có lẽ ông Dale Carnegie cũng nghĩ vậy, nên trong cuốn Public Speaking and Influencing Men in Business, dạy về khoa học nói trước công chúng, ông đã trích một bài báo để làm kiểu mẫu, tức bài A Message to Garcia, mà tôi đã dịch ở phần phụ lục với nhan đề Một thông điệp gửi cho Garcia. Tóm tắt chương 5, phần 2: nên viết trước và học thuộc lòng 2-3 lối kết để tùy cảm xúc tâm lý của thính giả mà dùng. 2. Đoạn kết đừng nên ngắn quá, cũng đừng nên dài quá.
Ba, có hai quy tắc phải theo. A, làm cho thính giả ra về mà còn tiếc, muốn được nghe nữa. B, kết làm sao cho người đuôi nghe cũng biết được là hết rồi. 4. Nên tùy trường hợp mà áp dụng những lối kết này. Tóm tắt ý trong bài, kết bằng một lời khuyên về luân lý, đặt vài câu hỏi để thính giả tự đáp, phát một tương lai vui vẻ hoặc rực rỡ, sắp ý và lời cho hơi văn mỗi phút một mạnh, mở rộng vấn đề như những đợt sóng lan dần ra hết đợt này tới đợt khác, thành thật khen, đừng nịnh hót, dẫn một hoặc vài câu thơ. Nếu bạn có tài khôi hài thì kết bằng một câu trào phúng trong những cuộc hội họp vui vẻ.